Hello, xin chào tất cả mọi người. Và chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục đến với chương thứ hai, đó là chúng ta sẽ đến với cái phần quy trình hậu kỳ ảnh cổng, ảnh cưới, ảnh beauty. Ở đây là một cái phần rất là quan trọng và chắc chắn là các bạn đang rất là chờ đợi, đúng không? Vậy thì các bạn hãy chuẩn bị cho mình giấy bút, sách vở và hãy chuẩn bị cho mình một cái cốc cà phê thật là đậm đặc để chúng ta cùng xem nhé. Bởi vì phần này xem khá là buồn ngủ đấy. Về kỹ năng thì các bạn có thể xem đi xem lại để các bạn rèn luyện. Đấy, và bây giờ chúng ta sẽ kiếm file để làm thôi nhỉ. Mình sẽ trước khi mà vào cái phần này mà làm ấy thì mình sẽ nói một chút nhá. Bởi vì là có mình chắc chắn là sẽ có rất là nhiều bạn mà mới học nghề thì các bạn sẽ xem cái video này. Vì là nhiều bạn học ấy thì các bạn nhiều khi còn chưa hiểu là mấy ông mà mới làm ấy còn chưa hiểu là định dạng là như nào. Nên đâm ra là sẽ khó, thì mình sẽ nói một chút về cái phần này. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ cần phải muốn xem file ở trên cái hình ảnh này thì chúng ta sẽ phải cần có một cái phần mềm để chúng ta xem và chúng ta lọc. Đó, các bạn nhé. Thì các bạn sẽ cài cho mình những cái phần mềm để xem ảnh và lọc ảnh như là BR hay là phần mềm Capture One. Ở trong cái chuỗi video ở năm 2021 thì mình có sàng lọc, mình có sử dụng, mình có lọc ảnh bằng Capture One. Đó, các bạn có thể xem ở trên này. Video này sẽ khá là dài đấy các bạn nhé. Đó, và các chủ đề thì mình cũng sẽ ghi ra đầy đủ cho các bạn. Khi mà mình ghi vào cái phần mô tả ấy, mình sẽ ghi chi tiết cho các bạn. Và các bạn tải hết tất cả những cái phần mềm, những cái plugin, cả stock các bạn luyện tập ấy, thì các bạn tải ở trên cái phần mô tả nhá. Mình sẽ để ở dưới cái link mô tả cho các bạn, để cho các bạn lên đấy để các bạn tải xuống, để các bạn cài đặt và các bạn tập luyện. Ở trong cái phần Photoshop cấp tốc cho người mới thì mình có nói đến cái phần mềm là BR. BR nó là một cái phần mềm, một cái plugin của Adobe. Đây thì các bạn xem trên này nhá, các bạn xem trên này. Ở đây thì mình sẽ bật lên để mình hướng dẫn cho các bạn và nói sơ qua cho các bạn thôi. Đây là BR này, mình hôm nọ mình mới cài xong, mình để đâu nhá. Bởi vì dạo này là mình có chụp ảnh với lại dùng cả, mình có chụp ảnh kết hợp thêm với cả cái Capture One, nên là mình chọn bằng Capture One luôn. BR đâu nhỉ? Đây BR đây này, mình bật lên cho các bạn xem nhá. Cái giao diện của cái BR là nó như này. Và bây giờ mình sẽ tìm vào cái thư mục nhá. Cái phần này thì nói chậm một xíu cho các bạn này. Đây là đang ở cái khâu sàng lọc ảnh này. Bật BR lên, tải ảnh khách gửi về cho mình đúng không? Lên driver tải xuống. Đấy, rồi giải nén ra. Đó, giải nén ở file rip ra hoặc là gửi trên Zalo tải xuống đúng không? Bật vào đây. Vào cái phần mà folder mình đựng ảnh á. Đây là cái bản BR 2021 nhá. Đây là mình có để sẵn cái stock để quay video này. Thì ở đây là ở trong phần này là mình sẽ có cho các bạn cả file RAW với lại file JPEG. Cái file JPEG này tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kéo file JPEG để cho nó toàn bộ vào trong cái phần camera RAW nữa. Đó. Còn đây là cái phần file RAW này. Thì ví dụ như các bạn bật file RAW lên mà các bạn muốn xem ảnh ấy thì các bạn sẽ ấn là dấu cách này. Thì nó sẽ hiện ra tổng thể ảnh như này. Đó các bạn thấy không? Hoặc là các bạn ấn dấu Ctrl B. Ấn vào một ảnh Ctrl B này, nó sẽ hiện ra cái giao diện như này. Nắm cơ bản thế thôi nhá. Còn muốn tìm hiểu sâu thì các bạn tự tìm hiểu nhá. Đó. Sau mà bây giờ mà mình xem ảnh mà mình muốn lọc ảnh này thì các bạn muốn lọc ảnh ấy, thì chúng ta sẽ có 5 cái sao này. Đấy, để cái phiếu này, lọc ảnh đây nó sẽ có đến 5 cái start này. Thì ví dụ như các bạn muốn lọc một cái ảnh vào cùng một cái folder ấy thì mình sẽ ấn số 2 chẳng hạn, thì ấn đây. Mình chọn cái này, ví dụ mình lấy cái này chẳng hạn, ấn số 2 này, nó sẽ hiện hai sao ở góc màn hình, các bạn thấy chưa? Mà tiếp tục ấn này, số 2 này. Đó, số 2 tiếp này. Đấy, số 2 tiếp này. Đó thì cái nào mình thích ấy, mình ấn số 2 nó sẽ hiện số 2 đây này. Và bây giờ các bạn muốn lấy những cái ảnh mà có cái số 2 này ấy. Bởi vì giả sử cái ảnh của mình khi mà khách gửi cho mình hoặc là cái ảnh mà studio gửi cho mình á, hoặc là chính cái ảnh mình đi chụp về nó rất là nhiều, khoảng 1000 file chẳng hạn ấy, thì mình sẽ phải lọc cái file nào mình thích ấy. Các bạn vào cái phiếu này. Các bạn ấn vào cái chỗ là Ctrl Alt 2 này này, nó là 2 sao này. Thì nó sẽ lọc hết tất cả những cái này ra, các bạn thấy chưa? Nó lọc hết tất cả những cái này ra nhưng mà nó chỉ lọc ở trên phần mềm thôi nhá. Ở trong folder nó vẫn xếp lộn xộn như thế. Thì các bạn sẽ phải chuột phải vào đây. Nó có rất là nhiều cái, một là cắt copy này, hoặc là movie tool này, copy tool này. Các bạn dùng cái nào cũng được, nhưng bình thường mình là dùng movie tool đi. Mình sẽ chọn cái folder này, có nghĩa là mình sẽ chuyển sang cái ổ khác này. Lúc nãy là vẫn là ở ổ H này. Đó, xong rồi mình sẽ chọn vào cái phần đây dự án được 023 này, phần stock quay video đây mình sẽ ghi là 2 sao này, hoặc là mình ghi đây là ảnh chọn này. Bình thường mình sẽ ghi là ảnh chọn hoặc là ảnh lọc nhá. Đó. Rồi các bạn ấn select folder, đấy thì nó sẽ chuyển vào đấy hết. Đó chính là khi mà mình xử lý, mình lọc trên đấy.
Bây giờ mình sẽ ấn lại vào stop cái này. Stop lọc video đây. Các bạn sẽ thấy có một cái folder là ảnh lọc cái này. Đó các bạn thấy chưa? Và các bạn sẽ lọc bằng BR. Lọc bằng Captain One thì các bạn có thể lên trên YouTube để các bạn theo dõi, các bạn tham khảo thêm nhá. Ở đây mình sẽ hướng dẫn tắt như thế cho các bạn thôi. Cái nào tiện thì mình dùng luôn cái đấy cho nó nhanh. Bây giờ thì mình sẽ cắt lại toàn bộ, mình sẽ đưa lại toàn bộ về lại stock này. Đó, thì bây giờ nó sẽ ở đây hết này. Ok chưa? Cái này thì mình xóa đi luôn, delete như bình thường thôi. Đó, delete đâu rồi nhỉ? Đây. Đấy chính là cái cách khi mà chúng ta sàng lọc ảnh này. Bây giờ chúng ta muốn lấy hết tất cả những cái ảnh này vào trong Photoshop này. Thì đối với cái bản Photoshop 2018 của mình này, thì các bạn mà cầm như thế này này, các bạn mà cầm như thế này này, đưa thẳng vào Photoshop ấy, thì nó sẽ loát từng cái ở trên này, nó sẽ không được vào hết đâu. Nên đâm ra là các bạn khi kéo, các bạn phải kéo lên trên cái trần trần này này, ở trên cái thanh như này, các bạn sẽ hiện thấy nó hiện cái dấu cộng này. Thì các bạn thả ra này, thì nó sẽ loát toàn bộ xuống như này. Đấy chính là cái bước khi mà mình kéo ảnh vào để mình kéo Photoshop này. Đấy, thấy chưa? Đó, các bạn bản cài của các bạn ấy mới update 15.0 nó sẽ hình ngang như này, hot pixel như này. Thì bạn chuột phải vào đây. Xong mà các bạn chọn vào cái vertical nhá, vertical này. Đó. Mình nói hơi to nên là cái giọng nó hơi bị khàn ấy, nên là lo mình ho một cái thì anh em thông cảm nhá. Bởi vì là mình cũng ngồi livestream với mấy anh em chém gió cả tiếng đồng hồ luôn. Bây giờ quay sang làm video thì cũng khá muộn rồi, với lại điều hòa bật hơi lạnh hay sao. Cái video này mình hướng dẫn với các bạn là theo kiểu là làm nghề ấy, nên đâm ra cái lối chém gió của mình nó cũng sẽ khác, với nó kiểu nó giống kiểu mình nói kiểu như kiểu là livestream ấy, chứ không phải là mình nói như kiểu trong những cái video, những cái khóa học trước các bạn nhé. Nên đâm ra là anh em nào mà các bạn không quen cái cách nói chuyện của mình thì các bạn cũng nên học cách quen đi, bởi vì là các bạn sẽ còn phải xem nhiều nữa. Và các bạn mà làm nghề mà các bạn một tí là các bạn không chịu đựng được thì các bạn không có cái tố chất để mà các bạn làm cái nghề Photoshop đâu các bạn nhé. Ok, thì đây sẽ là toàn bộ khi mà mình đưa vào ảnh này, tất cả vào đây này. Đó, tất cả những cái gì mà cơ bản sử dụng camera này, các bạn vào xem khóa học này các bạn không biết thì sẽ rất là khó để mà làm. Nên đâm ra là yêu cầu là các bạn cần phải nắm được cơ bản. Là mình đã xong được cái bước đầu tiên nhá, là cái bước sàng lọc ảnh này. Đây. Bây giờ mình bật lên cái này cho các bạn xem này, phân lọc ảnh này. Bắt đầu blend màu. Blend màu thì ở đây là mình có một cái bài cực kỳ quan trọng, là cái bài nền tảng về cái Photoshop cấp tốc, có cái bài quy tắc TCD này. Đây là cái bài để giúp cho các bạn có thể có một cái cách định hướng, phân tích khi mà các bạn kéo màu là chúng ta sẽ xử lý cái gì trước, đến cái gì sau. Mặc dù nó không thể mà tối ưu được hoàn toàn trong mọi cái thể loại ảnh, nhưng mà ít ra ấy, nó cũng là một cái kim chỉ nam để cho các bạn có được một cái nền tảng, một cái kiến thức nền tảng về blend để cho các bạn có thể mò theo đấy để các bạn làm. Còn khi mà ứng dụng vào thực tế thì không có ông nào mà đi mò để mà kéo như thế đâu các bạn. Ví dụ như mình chẳng hạn vào thực tế này, kéo lên đây kéo xem là bừa, xem là có cái preset nào đẹp thì mình áp vào luôn. Đó, chứ mình không có kéo lại tay, mình không có kéo tay đâu các bạn nhá. Đấy, kéo tay sẽ rất là mất thời gian. Và khi mà làm nghề thì không ông nào được kéo tay hết á. Đó, ví dụ như mình ấn cái màu này chẳng hạn này, mình thấy đẹp đẹp nha thì mình sẽ áp màu này. Đó, các bạn thấy không? Mình sẽ áp cái màu như này vào. Đó. File này là file đẹp bởi vì trong bộ hình này á nó có cái file rất là xấu luôn. Đấy, tí nữa mình xong cái phần này, hướng dẫn xong ấy, mình sẽ làm cái file xấu kia cho các bạn trước. Để bởi vì đấy là cái file thực tế. Đây cũng là file của khách hàng nhưng mà cái file này nhìn nó đẹp, nhìn nó dễ làm, áp màu nó cũng dễ chịu. Nhưng mà cái file kia là cái file JPEG luôn, cực kỳ xấu luôn. Cái file đấy thì mình sẽ phân tích một chút về ánh sáng cho các bạn xem. Còn cái file này thì mình chỉ áp preset thôi để cho các bạn xem thôi. Thì chủ yếu là đối với ảnh Việt Nam mình, ảnh cưới mình ấy, thì ở trên mạng xã hội là trên Facebook thì có thể nói màu này màu kia, nhưng mà đối với ảnh cưới mình thì chỉ có màu trong chảo thôi các bạn nhá. Màu trong chảo là vĩnh cửu. Chỉ có mấy cái nhóm kia, mấy cái nhóm art hay là mấy cái nhóm mà người ta chỉ nói trên sách vở nhiều, hoặc là người ta chưa có làm nghề, hoặc là người ta làm nghề nhưng mà người ta art quá đấy. Thì người ta sẽ nói rất là nhiều về cái nghệ thuật, nghệ thuật gì đấy. Nhưng mà khi mà mình làm nghề ấy, thì nó đơn thuần nó chỉ là cái màu trong sáng thôi. Những cái màu trong sáng có thể biến tấu đi một tí, là có thể là nó sẽ phủ phim thêm một tí màu vào. Nhưng mà bản chất thì nó vẫn là trong sáng, sáng mặt ăn tiền thôi các bạn nhá. Đó. Còn vấn đề là về tùy vào cái phong cách ảnh ấy. Cái phong cách ảnh của mình ấy thì đối với khách hàng mà đẹp ấy, thì khi mà mình áp màu gì nó cũng đẹp. Các bạn phải hiểu thế. Nó là phụ thuộc vào cái studio gửi mình cho ảnh cho mình ấy, là ảnh của nó đẹp hay là xấu. Ảnh của người ta mà đẹp ấy thì gửi cho mình thì mình làm nó cũng đẹp. Đấy, mình làm kiểu gì nó cũng đẹp. Còn ảnh mà xấu thì làm ấy thì nó khó các bạn nhá.
Đây mình sẽ áp một cái màu này vào, mình sẽ căn chỉnh lại nè. Đây, da rẻ thì mình cũng để tươi tươi này. Cái này nó không hẳn là trong trẻo, nó hơi pha một tí, gọi là hàn hàn một xíu. Đó. Đây mình áp hết vào tất cả thì mình xem thử nhá. Đây, đẩy sáng lên một tí này. Đẩy sáng lên thôi, bản chất của màu trong trẻo chỉ là đẩy sáng lên này cho nó sạch thôi. Còn khi mà mình làm với ảnh dịch vụ này mà mình phê màu quá là nhiều ấy, sau này mình nhìn nó rất là cũ và nhìn ảnh nó rất là quê. Nên đâm ra là ảnh nó càng thật màu và nó càng tách cái chi tiết ra. Cái vùng sáng nó tách biệt ra, cái tất cả những cái chi tiết nó tách biệt ra, nhìn da rẻ cô dâu, da rẻ của cô dâu chú rể á, nó sạch. Đấy, nhìn nó sạch thì nhìn nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Và sau khi mà mình blend xong ấy, mình tí nữa mình làm ra xong mình còn fix lại ánh sáng, fix lại màu sắc một lần nữa. Đó. Đây, ví dụ giả sử khi mà mình kéo xong mình cân này. Các bạn kéo xong các bạn muốn add hết tất cả các màu ấy thì chọn ảnh này này, xong ấn Ctrl A, xong rồi ấn Alt S này. Là các bạn sẽ add hết tất cả màu nhá. Đó, hoặc là chuột phải trên này thì nó cũng có đầy đủ hết tất cả đây này. Ví dụ như mình muốn add hết tất cả màu thì Ctrl A vào hết tất cả ảnh này. Xong rồi các bạn sẽ chọn là cái SNC đây này, là Alt S đây. Còn các bạn muốn add riêng từng cái, ví dụ như cái này mà các bạn muốn add lên cái này chẳng hạn này, thì các bạn giữ ở đây và giữ Ctrl ở đây này, xong Alt S này. Đó, cái cách cơ bản là chúng ta làm là như thế nhá. À, ok. Đây, mình sẽ kéo căng sáng lên một tí như này này. Đó, để cho cái màu sáng nó được sáng trong như này này. Đấy. File này thì nó cũng đẹp rồi. Đấy, nhắc lại với các bạn là file này nó cũng đẹp rồi chứ không phải là file xấu. À, mình kéo đây này. Đó, mình muốn trong hơn thì mình có thể kéo trong đây các bạn xem này. Mình muốn kéo trong hơn thì mình có thể kéo trong hơn nhá. Tí đến cái phần của cái stroke kia mình sẽ phân tích cho các bạn chi tiết thêm một xíu về màu sắc nhá. Đây mình sẽ kéo sơ sơ này thôi. Đấy, cái này là ảnh, đây là ảnh doanh nhân các bạn nhá. Ảnh này là của mình chụp luôn đấy. Ảnh này là của mình chụp. Nhưng mà bạn nào mà muốn chụp, muốn nói một chút về ảnh ấy thì để những cái buổi livestream thì mình sẽ nói sơ qua một chút. Và các bạn nhớ nha, các bạn tham gia vào cái group Facebook với lại cái group Zalo ở bên dưới cái mô tả này, thì mình sẽ có thông báo với các bạn những cái buổi livestream để mình còn lên support cho các bạn nữa, chia sẻ cho các bạn. Hoặc là các bạn có vấn đề gì các bạn có thể vào trong nhóm đấy để các bạn nhắn tin. Hoặc là các bạn muốn lấy cái gì thì các bạn có thể nhắn tin thì mình sẽ hỗ trợ cho các bạn. Đó. Các bạn có thể đăng bài lên trên đấy để giao lưu, để chúng ta cùng học hỏi. Cái này thì là cái file, cái này là cái file gốc chưa sửa gì. Thực ra cái file này thì cũng chả cần sửa đâu. Bình thường là mình như này vào là mình sẽ làm vào làm ra luôn. Thì cái file này mình có set đèn cũng gọi là cũng tạm tạm rồi. Đó, kéo thì có kéo thì mình kéo lại cái ánh sáng một tí cho nó tách cái ánh sáng ra thôi, để cho nó đỡ bị đen thôi. Đây. À, kéo hẳn cái ánh sáng lên xem nào. Kéo lên một tí thôi. Đó, kéo này lên. Giảm này xuống nha nè. Đấy, xong rồi mình sẽ giảm highlight xuống một tí để lấy cái vùng khối mặt này thôi. Đó, xong rồi màu nhiều quá thì giảm bớt màu đi. Màu đây, saturation đây. Đó, ví dụ như thế. Còn mình muốn add màu này sang lên hai màu này ấy, thì mình chọn ở đây xong mình giữ an. Cái này mình lại giữ shift nhá. Đó, xong mình chọn đúng cái cụm này thì mình Alt S này. Đó. Sau đó thì sau khi mà mình chọn xong này, mình xuất màu chẳng hạn này. Đây ảnh này nhá, bây giờ mình chọn lại lên đây nhá. Mình Alt này. Đó, để mình add màu vào đây. Tiếp theo đến ảnh này chẳng hạn này. Đó, thì mình giảm sáng xuống này. Đó, mình giảm sáng xuống, mình giảm black xuống này. Giảm black xuống nó hơi đen thì mình vào cớp này mình giảm mình giảm bên dark xuống này. Đó, mình giảm dark này xuống này. Đấy, để tạo độ trong cho ảnh này. Mình đẩy sáng lên tí, giảm contrast xuống để cho nó đỡ bị đen này. Đó, giả sử file vàng quá thì trừ bớt đi cho nó trắng lên một xíu nhá. Đó, so sánh với trước với sau này. Đây, mình so sánh này cho các bạn xem này. Đó, mình sẽ cân làm sao để cho nó tách ra, cho nó sáng ra. Đừng cho nó bị đậm mà màu nó cũng bị, đừng bị thừa màu nhiều là được. Đây, ví dụ giả sử màu đỏ mình muốn tối hơn thì giảm màu đỏ xuống này. Đó, màu áo này hơi cam thì mình chuyển màu đỏ này sang hơi hồng hồng tí này. Đó, màu da này cho sáng lên một xíu này. Đấy, màu vàng này cũng thế này, cộng lên một tí cho cái màu vàng của bé tươi lên một tí này. Đó, sau đó thì mình sẽ đưa vào Photoshop, tí nữa mình sẽ làm ra. Đây, ảnh nó hơi bị mờ này, cộng cái texture lên một tí này. Đó. Cái phần này bắt buộc các bạn cần phải nắm được cơ bản nhá, không các bạn xem các bạn không hiểu đâu. Đó, đây, kéo sang này để tách ra, để tách cái chi tiết này ra nha. Áp luôn vào ảnh bên này. Ảnh bên này thì vào nó ăn nó không hợp này. Nó không đẹp này, thì mình sẽ cần phải kéo vào cái mình sẽ cần phải kiếm một cái màu khác. Màu thì đối với những cái ảnh này là mình chỉ có tìm màu trong trẻo thôi. Đó, ví dụ như màu trắng hồng này chẳng hạn này. Đó, nhìn khá là đẹp này, nhưng mà nó bị chết đen này.
mình sẽ cần phải fix lại ánh sáng nhá. Bình thường như cái preset ấy mà chúng ta ăn vào, áp vào mà chúng ta thấy nó đẹp ấy, thì chúng ta đừng căn chỉnh nhiều về ánh sáng, màu sắc nữa, mà chúng ta chỉ căn màu ánh sáng thôi. Ánh sáng thì mình ví dụ như file này chẳng hạn này thì nó hơi bị đen. mình sẽ cho lại cái vùng đen này lên. Đó, còn cái phần này thì mình sẽ cho lên một xíu thôi. Đó, để giữ khối cho cái tấm hình. Đó, cho mặt sáng như này, sáng sủa đẹp như này là được này. Trắng lên thì đừng cho nó bị vàng quá, bởi vì cái file lúc đầu bị vàng nhiều. Giảm highlight xuống đúng bài này. Đây, đẩy sáng lên một xíu nữa. Đó. Đẩy này lên một tí này. Cộng màu lên một xíu để cho mặt tươi lên một tí nhá. Rồi. Đấy, thì mình sẽ xem cái file này với cái file này này. Cái file này, cái da này nó hơi xanh thì có thể là các bạn thấy hơi xanh, nhưng mà tùy vào mắt nhìn của mọi người hoặc là cái màn hình hiển thị nhá. Đấy, tí nữa mình sẽ còn fix màu nữa. Đấy, mình sẽ cho cái da nó hơi trắng trắng lên một tí, mình sẽ để hơi nó hơi phủ xanh như này. Và do mình trừ cái K này nhiều, mình muốn vàng thì mình có thể cộng lên một tí nhá. Đó, cộng lên một xíu thôi. Đấy, cái này mình sẽ kéo xong một tí nữa mình sẽ hướng dẫn mọi người để tốt luôn những cái ảnh này luôn. Ảnh này để y nhà luôn đi. Y này luôn đi. Y này luôn, ảnh này. Ảnh này thì xong rồi. Đây, tạm xong rồi. Rồi, cái này thì coi như là được hết đi. Bây giờ tất cả những cái ảnh này khi mà mình kéo màu xong ấy thì mình xuất ra đúng không? Thì mình sẽ Ctrl A hết này. Các bạn xuất ra thì các bạn nhớ để cái định dạng này. Đây, Ctrl A lại nhá. Các bạn để cái định dạng cho mình là đây là QWERTY để 12 này, định dạng là để sRGB IEC61196-2.1 đây. Còn các bạn sẽ chọn cái folder mà các bạn muốn xuất ra đây. Select folder luôn. Thì cái màu đấy là lúc nãy là mình để ở OH này, các khóa học này. Sorry, OH dự án này, đây stock này. Đó, video đây, stock video này, màu ok này. Đó, mình xuất ra này, là mình xong đến cái bước là blend, xong đến cái bước xuất ảnh ra này. Là mình sẽ xuất ra để JPEG nhá. Đây, JPEG này nhá. Đó, nhiều người mới học là toàn xách ra xuất ra DNG thôi. Đấy, kiểu như là các bạn học mà các bạn học không có ông nào mà chỉ nó chi tiết hoặc là lộ trình chi tiết hoặc là các bạn xem tự kéo ấy, kiểu như là không có bỏ thời gian ra để mà nghiên cứu mà cứ kéo linh tinh ấy. Xong rồi mấy ông ấy, nhiều khi mình hỗ trợ ấy, nhiều người ấy, cài máy ấy, xuất ảnh toàn xách DNG đó. Đó, xuất xong này, đăng này. Thì cái phần xuất này xong thì các bạn nhớ nhá, cái định dạng là phải để 1996-2.1 đấy nhá, không phải để cái Adobe RGB 1998 này đâu nhá. Đó, hoặc là các bạn muốn đổi luôn cái thông số các bạn ấn vào đây để các bạn đổi đây. Các bạn đổi ở đây cũng được, hoặc là đến cái phần xuất kia các bạn đổi cũng được là được, chứ không cần phải nhất thiết là phải đổi ở đây đâu. Đó, đổi ở cái phần xuất kia là được. Đó, xong rồi các bạn xuất xong, các bạn không xài nữa thì các bạn đăng này. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách đưa ảnh JPEG vào camera raw để cho nó vào hết cả một loạt nhá. Bình thường nếu như mà các bạn là dùng JPEG mà đưa vào như này thì nó không được đâu này. Đưa như này vào thì ví dụ như này chẳng hạn này. À, chú về phần JPEG à. Rồi mình nhặt ra đã đi. Đây mình nhặt ra mình paste vào đây đã. Đây. Bình thường JPEG đây đúng không? Các bạn kéo vào camera, ví dụ mình kéo ba ảnh này. Các bạn mới chắc các bạn chưa biết cái này, đúng không? Các bạn thấy không, nó sẽ không vào camera mà chúng ta sẽ cần phải Ctrl A để vào từng cái như này thì nó sẽ rất là khó chịu đúng không? Và chúng ta không xử lý hàng loạt được. Thế thì các bạn sẽ cần phải vào cho mình cái này, các bạn vào edit này. Để mà vào được cái bảng edit thì các bạn cần phải chọn một cái ảnh ở trong Photoshop nhá. Đó. Chọn một cái ảnh này, xong rồi các bạn chọn vào cái thanh edit cho mình này, vào cái thanh dưới cùng này. Xong rồi các bạn sẽ vào cái phần camera raw này. Ở trên cái thanh thứ hai là file hiding này. Đó, hiding này. Thì các bạn hiding. Đó, file hiding này các bạn sẽ vào cái phần hai cái dòng JPEG tip hiding này. Các bạn sẽ chọn cái automation open on support JPEG này. Đó, chọn hết cái hai cái nhá, hai cột thì các bạn chọn này. Hoặc chọn hình như là chọn cột này thôi. Đó, chọn cột này này. Đấy, ok là được này. Chọn dòng thứ ba nhá, bây giờ tắt hết này. Bây giờ mình đưa hết cái toàn bộ cái ảnh JPEG này vào này. Đó, và tí nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái ảnh mình làm. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái ảnh này rất là khét luôn. Đó, nó sẽ tổng hợp cái ảnh mà càng xấu ấy thì khi mà mình làm nó sẽ tổng hợp hết được toàn bộ tất cả những cái mà gọi là tất cả toàn bộ những cái này làm rồi xóa đi. Tất cả toàn bộ những cái kỹ năng cần để mà làm hoàn thiện một cái tấm hình nó sẽ hội tụ đầy đủ. Một là kỹ năng, hai là sử dụng công cụ gì ấy, nó sẽ xử lý hết ở đấy luôn. Đây đây chính là cái bộ hình cái tấm hình mà mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đây này.
Đó, cái này là hình JPEG các bạn nhá. JPEG hay là RAW cũng được các bạn ạ. Đối với ảnh mình làm ảnh kiểu mình làm ảnh kiểu dịch vụ ấy, ảnh gì cũng chơi được hết các bạn nhá. Ảnh JPEG nhiều khi làm còn đẹp hơn ảnh RAW nữa, bởi vì cái da của JPEG ấy nó rất là đẹp các bạn nhá. Còn da RAW thì nhiều khi là nó không đẹp bằng ảnh da JPEG đâu. Đấy, với điều kiện là bạn nào mà chụp JPEG mà kiểu ánh sáng mà căng mà tốt ấy, mình khuyên là chụp JPEG cho nó nhẹ máy. Bởi vì làm studio ấy, cái khoản mà mua ổ cứng cái kiểu ấy mà đông khách ấy, mà chụp RAW thì thôi mệt luôn ấy. Đấy, nên đâm ra là không nhất thiết là phải chụp RAW đâu. Đấy, nhưng mà chụp ánh sáng mà tốt thì chụp JPEG cho nó nhanh. Đó. À, bây giờ ví dụ như cái tấm hình này bây giờ mình sẽ phân tích một chút về ánh sáng nha. Cái khái niệm TCD của mình đó là cái quy tắc xử lý từ ánh sáng, màu sắc đến chi tiết. Thì ở đây là mình vẫn sẽ xử lý như thế. À, nhưng mà đối với file JPEG thì mình sẽ xử lý nó kiểu nó đơn giản hơn. Ví dụ như cái tấm hình này chẳng hạn, hiện tại này mình sẽ tăng sáng lên. Đó, mình tăng sáng lên để tất cả những cái chi tiết nó sáng đều lên này. Tiếp theo đó là mình sẽ giảm cái vùng highlight xuống để mình lấy chi tiết vùng sáng này. Xong rồi cái vùng tối thì mình sẽ đẩy shadow lên để mình lấy hết tất cả chi tiết vùng tối này. Mình đang làm cái phần basic để mình xử lý cái phần ánh sáng nhá. Đó, sau đó black này mình sẽ giảm xuống này để mình làm trong cái phần ánh sáng nhá. Đấy, sau đó thì mình sẽ giảm clarity cho nó mềm xuống tí này. Mình sẽ giảm delay cho nó mềm xuống tí nữa này. Đó, delay là khử đục, nhưng mà trong trường hợp ảnh JPEG chúng ta có thể sử dụng để giảm cái độ tương phản của cái tấm hình đi. Đó, sau đó thì mình sẽ giảm saturation. Cái thanh saturation này rất là quan trọng anh em nhá. Nó sẽ trừ hết toàn bộ tất cả những cái màu sắc bị thừa thãi ở trong cái tấm hình này đi. Đó, thì cái tấm hình thì nó sẽ nhẹ mắt hơn. Đấy, cái gì nhẹ nó cũng, cái gì mà nó thiếu thì chúng ta có thể bù đắp được. Nhưng mà cái gì mà nó thừa thì chúng ta bù đắp rất là khó. Đó, ví dụ như cháy sáng hoặc chết đen thì bù đắp cực khó luôn. Đó là mình có thể trừ bớt màu này. À, sau đó tiếp tục này. À, mình sẽ vào trong cái phần cớp này. Các bạn để ý nhá, mình đang xử lý tập trung là xử lý về ánh sáng này, với lại màu sắc rồi này. Bây giờ mình giảm dark xuống này. Đó, mình tạo cái độ trong này. Xong mình giảm highlight này. Mình giảm cái độ gọi là cái độ gắt ở trên cái vùng highlight này. Đấy. Xong bây giờ các bạn để ý thấy cái da không? Cái da bây giờ rất là bẩn đúng không? Đó, tí nữa mình sẽ xử lý. Bây giờ tạm thời mình lại quay về basic, mình xử lý triệt để cái phần ánh sáng đi trước khi đến với màu sắc. À, giảm contrast xuống một tí, đẩy sáng lên một tí nữa này. Đấy, xong mình black này mình đẩy lên một tí này, black này mình sẽ đẩy lên nhá để cho nó đỡ bị đen nhiều quá. Nó đen nhiều quá thì nhìn nó sẽ bị tương phản, cái vùng tối nó nhiều quá thì nhìn nó sẽ rất là nhức mắt. Đó, thì mình sẽ giảm xuống này. Rồi bây giờ mình sẽ sang bên màu sắc để mình xử lý này. Bây giờ mình sẽ vào cái phần color mix này để mình xử lý từng cái màu. À, ví dụ như là màu mình sẽ đẩy cái màu red với lại đẩy cái màu argan lên. Màu red là màu đỏ này, argan là màu da. Đó, những cái màu bất gì cả. Màu xanh lá cây này thì màu này mình sẽ đẩy cho nó sáng lên rồi mình cộng màu lên một tí này. Đó, màu trắng này thì mình sẽ giảm xuống này. Ở cái video này á thì mình sẽ tí nữa mình làm xong cái file này xong rồi mình sẽ để tí mình cắt ghép luôn các bạn nhá. Để sang cái phần cắt ghép mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt ghép luôn. Đó. Đấy, cái phần da này các bạn đẩy sáng da này. Đẩy sáng da mạnh lên một xíu. Bởi vì thấy da vẫn còn hơi bị dày. Trừ bớt màu da xem thử xem nào. Màu da trừ bớt thì chắc không, vẫn để y như thế luôn. Đó. Đây, bây giờ các bạn xem thử so trước với sau này. Đó, xong rồi tí nữa mình ra mình làm da thôi. Đó, mọi người xem trước này và sau này. Trong trường hợp đấy nhưng mà các bạn muốn xử lý dứt điểm da chú rể nhá, thì cái này mình không có gọi là trường hợp đặc biệt như này thì mình mới dùng tới thôi, chứ còn bình thường là mình không có dùng tới đâu. Mình kéo hàng loạt xong rồi tí mình ra Photoshop mình xử lý. Là mình sẽ dùng thêm cái thanh công cụ là K này. Mình bôi ở trong mặt này, mình ví dụ mình muốn sáng hơn thì mình chọn mặt này, xong mình có thể đẩy sáng hơn. Ở đây mình sẽ đẩy sáng hơn để mình xem thử xem được không nhá. Nếu mà không được thì các bạn cũng chả cần dùng tới đâu, bởi vì nó mất thời gian của mình. Mình ra ngoài mình xử lý cho nó hợp lý. Thôi bỏ qua đi nhỉ. Dùng mấy cái thứ này nó khó, bởi vì mình làm hàng loạt thì mình không thể mà đi tô từng cái mặt được. Mình khá là không thích mấy cái video mà hướng dẫn mà tô từng cái mặt như thế, sử dụng cái công cụ đấy. Nếu như mà làm thực chiến tô thế lâu bỏ mẹ ra. Bây giờ mình sẽ vào basic này, highlight này. Mặc dù biết là tô nó đẹp rồi nhưng mà nó lâu anh em. Ở trong cái phiên bản mới này thì 15 chấm này thì nó có thêm cái phần tách người với lại tách phông ấy, thì nó cũng rất là hay. Nó có thể áp dụng được đối với ảnh ngoài trời, nhưng mà trong phòng này thì ví dụ như tấm hình này thì không cần thiết lắm. Đây, ví dụ mình xử lý như này xong này. Mình muốn phủ màu ở trên này thì mình có thể phủ màu, nhưng mà với tấm hình này mình nghĩ là chắc không cần phủ màu đâu. Mình nghĩ như này là ổn rồi. Để xem nào, đẩy sáng lên tí nữa xem có được không. Đẩy sáng tí cho nó sạch, cho nó căng mạnh lên. Để highlight lên. Rồi mình đẩy black lên tí nữa xem nào. Đó. Bây giờ mình add hết màu xuống nhá. Ctrl A tất cả này, xong Alt+S này. Đó, add xuống đây. Đó, tấm này vẫn hơi tối này, đẩy sáng lên. Cái lưu ý nữa mình muốn nói với các bạn nhá.
đó là khi mà các bạn làm ảnh này, các bạn xem ảnh tầm này là các bạn thấy nó cháy sáng ấy, là các bạn là đang sai đấy, bởi vì nó không chuẩn đâu. Bởi vì hầu như các bạn khi mà mới làm, các bạn sẽ bị gặp cái tình huống này là các bạn sẽ cần phải zoom vào để tầm như này này, thì cái file của mình ấy khi mà in ra nó sẽ màu như thế này nó mới chuẩn này. Còn nếu mà in ra, còn nếu như mà các bạn xem kéo xong các bạn để tầm như này là nó, các bạn thấy nó sáng đều lắm rồi, các bạn thấy sáng rồi, nhưng mà không phải sáng đâu. Khi mà in ra là cái file của chúng ta in ra, ví dụ như là in ảnh 20-30 hoặc là 60-90 á, thì các bạn in ra để tầm như này này, các bạn thấy sáng nhưng mà thực ra là nó vẫn hơi bị tối. Mình phải zoom vào xem tầm như này mình mới biết, mình mới xem được là dưới cằm còn bị tối hay không, ở trên mặt còn tối hay không, thì xem nó sẽ rất là chuẩn đó. Ví dụ đây này, đẩy sáng như tầm này thì mới gọi là sáng đều này. Đó chính là về cái phần khi mà các bạn căn kéo ở trên đấy nhá, chứ không phải là do màn của mình đâu. Bởi vì màn nào cũng như thế, xem tổng như này cứ bị sáng bị thừa, màn Dell hay là màn Asus hay là màn Samsung thế thôi, zoom vào tầm này xem là biết ngay đó. Còn rất là nhiều về cái vấn đề về in ấn nhưng mà thôi mình sẽ bỏ qua. Đấy, đến cái buổi live stream thì mình sẽ chia sẻ với các bạn sau. Đây là mình đã xử lý xong về cái file ở trong phòng rồi nhá. Các bạn xem thử xem cái váy có bị cháy quá không, xem file gốc xem nào. Đó, file gốc này, file chưa, váy chưa bị cháy quá, muốn lấy váy thì giảm này, giảm highlight xuống này, giảm white xuống một tí này cho nó đục tí cũng được. Tí vào shop mình có thể căn cho nó trong ảnh được. Nhưng mà mình muốn lấy váy thì mình phải giảm xuống nhá, không cho nó bị cháy quá. Đó, nhưng mà giả sử mà cái trang phục nào đã bị cháy rồi á thì mình vẫn mình kéo hoàn đi chứ mình không để lại nữa. Đây là một cái tấm hình về phóng sự cưới này. Thì đây cũng là một cái tấm JPEG thôi. Đối với phóng sự cưới ấy, thì mọi người nào mà chụp phóng sự cưới mà file nhiều thì khuyên các bạn là chụp JPEG cho nó nhanh. Chứ các bạn chụp RAW nhiều xong rồi về kéo, thực ra thì JPEG nó kéo đẹp hơn RAW nữa. Nếu như mà các bạn mà cần ánh sáng mà đẹp ấy. Ví dụ giả sử như cái tấm này chẳng hạn nhá, file RAW thì về khi mà áp vào nó còn đục đục bẩn bẩn nữa. Nhưng mà đối với file JPEG là nó căng sắn rồi. Bây giờ mình vào mình xử lý mình fix thôi. Ví dụ mình vào đây mình fix này, mình kéo đắc xuống này để cho nó trong xuống này. Ở đây basic là mình đẩy sáng lên luôn này. Để xem nó đẹp không nha, giảm highlight xuống này. À, file nó đang bị tím bị xanh này, cộng vàng lên. Đấy các bạn thấy không, nó lên vàng cái khắc bòn luôn. Đó, cộng shadow lên này, các shadow lên này, cộng lên bây giờ nó có độ trong rồi này. Giảm black xuống này. Đấy, rất là trong rồi, giảm clarity cho mềm, giảm đi hơi cho đỡ bị tương phản này. Đó, giảm saturation tí này. À, đẩy sáng thêm một tí nữa. Đó, giảm contrast xuống, giảm highlight xuống. Bây giờ nó đang bị rực này. Dùng cớp này giảm xuống này. Đó. Đó, bây giờ mình tiếp tục mình vào đây mình cho nó trong xuống một tí nữa để lúc nào mình thấy cái độ trong mà ưng với cái mắt của mình ấy là nó ok. Tại vì sao cái JPEG nó hay ấy? Cái JPEG khi mà mình kéo ấy là nó cái da mặt nó rất là đẹp, đối với áp dụng với ảnh cưới ấy, hoặc là đối với ảnh kiểu phóng sự cưới này nó sẽ rất là hợp lý luôn. Đó, còn ví dụ như mà vào phông dạp mà màu mè kiểu ấy thì các bạn cứ trưng sẵn cái flash đi nữa thì nó tuyệt vời luôn. Đó, đặc biệt là đối với ảnh JPEG này có một cái lưu ý gọi là tử huyệt đấy các bạn nhá. Nó không giống như file RAW đâu, nên đâm ra cái phần shopping này các bạn không được cộng nét nhá. Hoặc là có cộng nét thì cộng ít thôi, đừng cộng nhiều vì nó sẽ bị nát file đấy. Ngày xưa cái thời đầu tiên mà mình làm nghề mà mình hồi xưa kiểu làm JPEG mà. Nó mới bắt đầu cái thời mình làm gì đã có camera RAW đâu. Mãi đến năm 2015 mà bắt đầu mới có camera RAW bản CC trở lên sao ấy. Hay là 2014 ấy. Thì lúc đấy mới bắt đầu tập dùng, thì lúc đấy kéo là kéo shopping lúc nào cũng kéo lên như này. Kéo nét căng luôn, xong rồi về mẹ ra ngoài này, ra zoom vào là hỏng hết da luôn. Nên không được kéo shopping lên anh em nhé. Kéo thì kéo ít thôi. Hoặc là noi quá thì mới kéo khử noi một tí thôi. Bởi vì file JPEG này nó không giống như file RAW. Nó đã được dán hết tất cả những cái chi tiết vào cái tấm hình rồi. Tấm hình nó đã xử lý rồi. Đấy, nó không giống như cái file thô ở trên file RAW được. Đó. Đây, đẩy sáng lên một xíu này. Đấy, các bạn thấy không? File rất là trong trẻo này. Mà cái da nó rất là thật, gửi cho khách hàng nó ngon nghẻ luôn đây. Đây này. Méo cần phải làm luôn. Đó. Đây ví dụ như giả sử mình chỉ cần áp vào nhà thôi, chứ mình cũng không có phải căn nhiều vậy. Bởi vì cái file này không cần phải căn nhiều các bạn. Cái file RAW là cái file JPEG mình không cần phải căn nhiều. Nên tại sao là mình quyết định là cái file phóng sự cưới này mình sẽ lấy cái file JPEG này để mình làm. Bởi vì mình thấy mình nhận file lâu lâu mình cái file phóng sự cưới này hoặc là ăn hỏi này ít khi mình nhận lắm. Bởi vì nó nhiều, sửa nó mất thời gian lâu lắm. Thế là ảnh này nhiều anh em gửi mình nhưng mà mình không làm ảnh này vì mất thời gian. Đây mình tăng sáng lên tí này. Nhưng mà vẫn khuyên anh em là anh em nên chụp file JPEG đi. Bởi vì là hy vọng là sẽ góp được một cái gì đấy cho anh em. Bởi vì anh em studio hay là anh em làm nghề đang bị kiểu bị cuốn theo cái gọi là xu hướng quá. Xong rồi cuối cùng là làm chụp về nặng ơi là nặng. Cuối cùng kể cả chạy màu cũng nặng nữa. Ảnh JPEG về kéo màu phẹt cái xong rồi gửi cho khách luôn.
vừa đẹp mà nó cái quan trọng ấy, nó đẹp nhưng mà cái da nó thật. Và muốn kéo được cái màu trong ấy, muốn kéo được cái màu trong màu đẹp ấy, file JPEG kéo đẹp hơn là file RAW. Đó, nhưng đảm bảo cái điều kiện là mình chụp ấy nó dư sáng một xíu cũng được, nhưng mà đừng bị cháy được, còn bị xỉn quá cũng không được nhá anh em nhá. Đối với ảnh JPEG ấy, là chụp phải dư sáng một tí là nó sẽ rất là trong. Đó, ví dụ như file này này, các bạn thấy không, lúc đầu nó bị dư sáng đục đục một tí này. Đó, nhưng mà không sao cả. Nó sẽ lên được. Nhưng mà bị đen xì là không được này, hoặc là bị sáng sáng chót là không lên được này. Đấy. Đây, úp lên đây trên này hết xem thử này. Theo anh em, nhiều anh em xem xong video này, khối nhiều anh em lại quay sang chụp JPEG hết cho mà xem. Bởi vì làm studio mà đi chụp RAW thì sao mà cự đổi mà cự được đúng không? Một tháng mà có khoảng 60 đôi, 70 đôi thì cũng đủ về đấy. Chụp ảnh cưới thì lại còn nhiều nữa, album cưới thì ok thì mình vẫn chưa bỏ được cho album cưới thì chụp như thế cũng được, nhưng mà riêng về phóng sự cưới thì các bạn chụp file JPEG ấy cho nó nhanh. Mình cũng là người làm nghề, mình cũng muốn đóng góp một xíu về cái vấn đề là chụp như này để cho anh em cho dễ thở. Bởi vì là nhiều anh em là bị xem người khác làm như thế nào xong mình cũng làm y như thế, xong rồi về mệt. Nhưng mà bản chất ra là file JPEG làm nó đẹp hơn ông ạ, các ông ạ. Đấy, nên đâm ra là anh em có thể chụp bằng file JPEG cũng được, không phải chụp bằng file RAW đâu. Đấy, còn sau này mà chụp file JPEG quen rồi thì ảnh album cưới cũng oánh mẹ luôn, file JPEG luôn cho nó nhanh. Đỡ được bao nhiêu luôn đấy anh em. File JPEG của mình ấy, mình chụp xong mình lưu ra, mình đẩy lên cho khách á. Mình để lên cho khách, mình để trên driver của mình để cả chục năm vẫn được. Nhưng mà file RAW nó nặng, với lại kể cả mình xuất ra JPEG nhưng mà nó làm nhiều bước, nhiều khâu quá, mất thời gian. Đây này, ảnh trong sáng luôn này. Đấy, ảnh gốc này, ảnh xử lý xong này. Muốn xanh trắng thì anh em có thể vào đây này, vào color gradient này. Đó, 2, 2, 2, 10. Là các bạn xem, nhưng mà các bạn phải tập trung, các bạn phải để ý nhá, không là các bạn sẽ không hiểu được là mình đang ở trong cái đoạn ở đâu. Bây giờ là mình vẫn đang ở trong cái đoạn là blend màu, phân lọc ảnh xong rồi, bây giờ là mình đang blend màu. Cái blend màu ấy là mình đang blend về ảnh RAW xong rồi, nhưng mà bây giờ mình chuyển sang RAW, blend ảnh JPEG. Để làm gì? Để cho các bạn xem, để cho các bạn có được cái nhìn thực tế. Nhưng mà giả sử mà mình làm file JPEG ấy, thì mình kéo màu hàng loạt như nào mà, và mình đang ở đâu, đang vẫn ở trong cái bước thứ hai thôi, chưa vào cái bước hậu kỳ đâu. Đó, đây này, ảnh như này là gửi cho người ta khi mà xa xem trên điện thoại ấy, là đẹp luôn anh em, là đẹp luôn mà người ta cũng không còn đòi chỉnh nữa. Hoặc là nếu như mà giả sử có chỉnh ấy, thì cũng nắn bóp vào một tí là đẹp rồi. Mặt có mụn thì mình xử lý tí mụn thôi. Nhưng mà cái hay của file JPEG ấy là nếu như mà mình chụp sáng lên một tí mà mặt cô dâu chú rể mà không có mụn nhá, hoặc là ít mụn nhá, kéo lên ấy cái mặt nó tự sáng. Có nghĩa là cái mặt nó tự mịn rồi, nó có một cái lớp mịn rồi. Đấy, cái hay của cái JPEG nó là như thế. Đó, mình thì công nhận JPEG cũng muốn góp một chút về cái công lao cho anh em, làm để cho anh em đỡ phải đi nghe theo ông nào xong rồi phải chụp thêm file JPEG làm gì cả. À, anh em thấy không, file nhìn phèn phèn như này, chạy màu lên phát này, nhìn màu phim luôn. Cái này file RAW không kéo được ra đâu anh em, file RAW về không áp được màu JPEG đâu. Đấy, nó lạ cái chỗ đấy. Album cưới mà anh em mà mình kéo không, mà mình có thể ước được cái, mình cân được cái, thì cả album cưới mình cũng ngoánh luôn cả file đấy luôn cho nó dễ. Đây đấy, ok. Bởi vì cái này là chương trình Photoshop làm nghề nên cũng chia sẻ gọi là thẳng thật như thế cho anh em luôn. Ngày xưa mẹ chụp 5D2 chụp file JPEG nhiều ông làm đỉnh vãi trưởng luôn, bây giờ toàn chụp hết R5, R6, R7 cái body không hơn trăm cụ rồi. Mà trăm cụ rồi cả máy cả ống thế mà còn mình đi chụp file RAW nữa làm cái gì, đúng không? Máy nó xịn như thế thôi mà còn cần gì phải chụp cái đấy để cho mình bị nặng máy này, bị nặng ổ này. Bởi vì làm chụp nhiều khách hàng thì nó cái vấn đề về dung lượng này, tải này, máy lúc nào cũng đỏ lò, với máy nó chạy giật lang ấy. Nó yếu lắm. Đây, xong mình cắt cả, mình chọn vào này, xong mình xuất file này. Đó, mình sẽ ở trong cái phối màu ok này. Sau khi mình xuất file xong thì mình sẽ bắt đầu ra ngoài, mình sẽ bắt đầu đợi nó xuất xong rồi mình ra ngoài, mình bắt đầu mình đến với cái bước xuất file định dạng rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu hậu kỳ chỉnh sửa ảnh trong Photoshop, làm ra nán bóp. Đấy, 1 bước, 2 bước, 3 bước, 4 bước, chúng ta bắt đầu đến vào cái bước thứ tư. Cái bước thứ tư là cái bước gọi là lâu nhất, cái bước chiếm nhiều thời gian nhất. Một ngày mà mình làm Photoshop ấy, một cái tấm hình làm Photoshop nắn bóp, chấm sửa với lại làm ra nó chiếm khoảng 70% làm một cái tấm hình rồi. Các bạn biết 70% là cái gì không?
là 10 phút thì nó ăn đi 7 phút là làm ra rồi. Thế mà các bạn cứ đi tập trung, ông nào đi học Photoshop cũng muốn kéo màu, nhưng mà làm sao các bạn kéo màu được? Bởi vì các bạn cần phải có thời gian làm 5 tháng, 6 tháng, 7 tháng, thậm chí là 9 tháng mình làm ảnh nó quen rồi. À, mình nhìn màu nó quen rồi, lúc đấy mình mới kéo màu được. Chứ có phải là tự nhiên là đơn giản là tự nhiên vào là người ta cứ bắt mình chấm đâu. Đấy, mình phải xem, mình phải nghiên cứu, mình phải xem một thời gian mình mới biết được ra như nào là đẹp, nắn chỗ nào đẹp, bóp như nào đẹp, xong rồi mình làm cà cà trên đấy quen rồi mình nhìn được màu rồi. Lúc đấy mới kéo màu được, thời cơ chín muồi thì mới học màu được. Chứ không phải là nhảy vào học 2 tuần xong rồi học màu làm sao học được. Đó, nhiều người ấy, nhiều người tại vì sao không hiểu công cụ, nhưng mà trong cái giới ảnh của mình này, rất là nhiều người anh người thầy này làm thực sự luôn, là về kiến thức chuyên môn thì không có mấy đâu, nhưng mà kéo ảnh ấy làm ảnh đỉnh đẹp ghê gớm luôn. Bởi vì sao? Bởi vì người ta có cảm quan, người ta có kinh nghiệm nghề, người ta làm chục năm, 5 năm rồi, nhìn ảnh người ta biết đẹp hay là xấu, mặc dù công cụ người ta không biết nhiều, nhưng mà làm ảnh thì lại rất là đẹp. Đó, mấy ông đấy mà được, mấy ông đấy mà chịu khó mà học thêm cả về một chút về công cụ thì gọi là bá cháy luôn. Còn anh em bây giờ thì học kiểu mình học theo kiểu gọi là chắc hơn một xíu, mình học theo kiểu bây giờ nó có cái bài bản hơn một tí, thì mình cứ tập trung tốt đi, tập trung tốt vì sao? Chấm sửa thì mới kiếm tiền được. Đó, ví dụ như làm anh em về với TM Design mà anh em tập luyện, hoặc là anh em làm với mình chẳng hạn, hoặc là các bạn mà tham gia cái khóa học sắp tới mà các bạn học xong rồi, xem cái video này rồi, tập làm xong rồi nhưng mà vẫn chưa có cái tính thực tế cao ấy, muốn trải nghiệm hơn nữa ấy, thì các bạn có thể đến TM Design để các bạn học thêm một tháng nữa. Học thêm một tháng nữa thì cũng phải mất khoảng 20 ngày để các bạn chấm sửa. Đó, nó đến nối như thế luôn. Sau đến 10 ngày thì các bạn tự kéo màu, tự chấm sửa. Đấy, như thế thì các bạn sẽ hoàn thiện được luôn. Và các bạn có thể hoàn thiện ok, các bạn muốn làm cùng mình các bạn làm ở đây. Còn không các bạn làm ok thì các bạn có thể nhận job về để các bạn làm. Đấy, bây giờ mình sẽ làm cái tấm hình này nhá. Cái tấm hình này và vừa vào thì mình làm luôn cho nó rực rỡ luôn. Đây, cái tấm này này. Đó, các bạn thấy khét chưa? Đấy, file thực tế nó như thế này đấy. Đó, phông thì nhìn thì lôm côm. Da rẻ thì nhìn thì thôi rồi luôn. Đèn đóm thì thôi rồi luôn. Xem cái nào nét nét tí làm cho nó nét tí cái này nét này. Đó, cái tấm này nhá. Tấm 4805 này. À, trước khi mà mình nói với các bạn mà một chút về cái một chút về cái phần cái khâu mà làm ra chấm sửa nắn bóp ấy, thì cũng có thêm một vài cái đồ chơi, ví dụ như là Evator hay là Pickex hay là MeToo, thì đây cũng là một trong những cái app rất là hay. Ở đây mình sẽ có một cái cho các bạn xem luôn, là cái phần này gọi là cái hỗ trợ. Đấy, ở trong này thì cũng có cái, thêm cả panel, nhưng mà giả sử như là các bạn mà có cái điều kiện đấy thì các bạn có thể ứng dụng thêm cả cái con này vào. Đó, mình sẽ bật lên cho các bạn xem nhá. Evator này, cái này thì các bạn mà mới học thì các bạn cũng không nên dùng, bởi vì các bạn mới học mà các bạn dùng cái này thì nó bị phụ thuộc ấy. Thế thôi thì mình nghĩ thông rồi, mình sẽ chưa giới thiệu cho anh em. Cái này mình sẽ để cho những cái buổi livestream mình sẽ giới thiệu cho anh em nó hợp lý hơn. Còn bây giờ mình nói về những cái nó thực tế hơn đi nhỉ. Đúng rồi, hợp lý hơn đấy, bỏ qua cái đoạn đấy nhá. Anh em nếu như mà muốn xem về Evator hay là về MeToo ứng dụng thực tế mà chúng ta có thể xử lý hàng loạt được ấy, thì các bạn có thể đợi trong những cái buổi mà support mình livestream ở trên group ấy, mình sẽ có thông báo. Đấy thì các bạn sẽ theo dõi ở đấy nhá. Còn bây giờ chúng ta tập trung cái thứ cơ bản nhất mà kể cả mình gọi là kể cả mình có bị đi đâu hoặc là dùng máy tính của ai mình vẫn có thể làm được ấy. Đấy. Bên này mình phải tắt đi nhá. Trước khi vào để mà làm cái file JPEG các bạn đưa vào lại thì các bạn phải nhớ tắt cái này đi, không là nó đưa vào nó toàn đưa lên camera đấy. Các bạn phải tắt này. Đó, tắt cái này đi. Ok này, bây giờ mình đưa vào lại này. Đây cái tấm này. Các bạn thấy không? Khi mình tắt đi thì mình đưa vào nó sẽ không còn ăn vào nữa. Còn nhiều khi nào mình không tắt là nó sẽ bị ăn vào. Chúng ta sẽ bắt đầu bước vào đến cái bước thứ tư, là cái bước là chúng ta sẽ hậu kỳ một cái tấm ảnh và chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành làm ra nắn bóp và chúng ta sẽ căn chỉnh lại màu sắc. Thì trong cái phần này ở trong cái chuỗi học Photoshop cấp tốc cho người mới mình cũng đã nói rất là chi tiết rồi. Đó, nhưng mà ở cái video này mình vẫn muốn nói lại một lần nữa để cho các bạn thấy được cái cách làm tổng quan. Đó, và các bạn muốn xem chi tiết hơn các bạn nhớ xem này cái series video kia nhá. Đó, chịu khó xem vào một tí. Đầu tiên là mình sẽ cắt cúp này. Các bước thì quan trọng thì vẫn là cái bước cắt cúp thôi.
Cắt cúp thì xoay làm sao cho nó cân đối này. Đó, cắt cúp đây thì cứ thế mà dùng C này. Cái thông số này, mấy cái này không quan trọng đâu các bạn nhé, nó không ảnh hưởng gì đến cái ảnh của mình đâu, trừ phi các bạn vào trong cái phần WHR này, các bạn thay đổi cái độ phân giải này mới sợ thôi. Chứ còn bình thường các bạn cứ để ratio này. Đó, cái trên này các bạn không cần phải điền gì cả. Cứ để như này các bạn cắt kéo thôi. Đó, từ bản 2018 đổ lên thì các bạn làm như này thoải mái rồi. Đó. Bây giờ là hiện tại mình đang dùng bản 2018 này. Ngày xưa có ông nào mấy ông lên còn kêu là bây giờ cắt cúp phải để thông số và để như này như kia, không là file nó bị nét này, file nó bị nát này. Với các ông lên trên đấy các ông nói lắm thứ quá đi. Nó bị lý thuyết nhiều quá các bạn. Xong rồi có ông còn kêu là điện thoại không in được, mình nói cho các bạn biết. File điện thoại in ảnh 80m2 là chuyện bình thường các bạn nhá. Không có chuyện là không in được đâu. Nhìn mắt của mình mà nhìn thấy được là in được hết. Cái này mình đang bị để cái frame ở đây. Để mình Ctrl Z lại này. Đây. Mình sẽ cúp lại. Mình cúp lại để mình căn chỉnh lại một xíu đó. Đó, kéo lên cho nó cân đối một tí này. Đó, xong rồi dùng M này. Đó, khoanh qua đây Ctrl T kéo ra. Tí nữa đến cái phần thứ ba về cái phần cắt ghép thay phông ấy, thì mình sẽ dùng cái tấm hình này mình cũng cắt ghép luôn cho các bạn xem nhá. Đây, các bạn kéo vào các bạn cân chỉnh làm sao để cho nó cân đối này. Chứ váy này thì các bạn, nhưng mà các bạn muốn lấy cả váy thì để mình xem là cũng hơi bị cắt váy nhiều nhỉ. Chắc mình phải cúp lại để lấy cả váy mới được. Mình sẽ để như này. Mình xoay lại như này để mình vẫn lấy được cả cái váy này, cái chùm váy này cho đẹp. Mặc dù cũng không thể mà lấy được lại hết đâu, nhưng mà vẫn cố gắng lấy này. Đặc biệt với những cái ảnh cùng này, đầu tiên ấy, khi mà các bạn cắt cúp ấy, là các bạn sẽ cắt như này. Cắt như này trước, nhưng mà khi mà các bạn kéo xong các bạn phải để đúng cái khổ của nó nhá. Bởi vì các bạn không để đúng khổ ấy, thì khi các bạn gửi in ấy, thì nó sẽ bị cắt, nó sẽ bị mất chữ này, hoặc là nó sẽ bị mất váy hoặc là mất áo đấy. Ví dụ cụ thể thực tế này, bình thường là ảnh in ảnh phóng thì nó có kích thước là 50-75, 40-60, 60-90 này. Đó, ví dụ này 60-90. 60-90 với lại 50-75 ấy, 70-71. 60-90 với lại 50-75 thì nó cùng khổ. Đây này. 90 như này thì nó sẽ cùng cái khổ như này. Thì các bạn phải chọn cái khung như này nhá. Các bạn chọn cái khung như này xong các bạn crop cho nó chắc ăn này. Đó, ok này. Thì khi mà mình crop như này thì in ra, mình gửi in ấy, thì nó sẽ không có bị cắt vào cái quần áo của mình. Đó. Mình để như này cho nó chắc ăn này, sau mình mới xử lý phông này. Dùng gì này. Khoanh qua đây này, xong các bạn ấn delete này. Ở đây là mình đã cài sẵn cái F5 rồi. Ngày xưa mình hay livestream mình kêu là F5 thần thánh ấy, mình tạo cái action ấy. Đây này, các bạn chọn là Cotton Away này. Ấn ok là được. Ấn cái delete nhá. Chọn đây này, xong rồi ấn delete này, xong rồi ấn lúc đầu của các bạn nó chưa có Cotton Away thì các bạn chọn lại nhá. Đó, thì các bạn ấn delete này, chọn là được. Còn của mình ở đây là mình đã để sẵn cái ở đây là mình đã để sẵn cái phím tắt là F5 rồi. Nó gọi là F5 thần thánh. Đây, mình chỉ cần ấn khoanh và ấn F5 là được. Đó. Rồi, mình cái này như thế này. Khoanh vào. Đó, xử lý hết cái này xong đi. Đó. Mình phải xử lý hậu kỳ nó là như thế các bạn nhá. Chưa vội làm người, bởi vì là ảnh này đầu tiên mình phải cắt cúp này, làm sạch hết các mấy cái thứ này đi. Đó, làm sạch hết mấy cái thứ này đi, sau đó thì mình mới bắt tay vào mình xử lý về nắn bóp làm da. Đó. Nắn bóp làm ra đã lâu rồi mà gặp những cái file này thì các bạn thấy không? Ảnh thực tế nó là như thế đấy. Gặp những cái file này nó còn gọi là xử lý hậu kỳ nó còn mệt luôn đấy. Đây, bây giờ mình sẽ nắn bóp này. Bình thường là những cái bạn mới thì làm ấy là chưa được nắn bóp đâu. Cái khâu quy trình của mình ấy là bình thường những bạn mới mà làm ấy thì làm team chẳng hạn thì các bạn học ấy thì các bạn sẽ phải sản phẩm khách hàng ấy chẳng hạn thì các bạn sẽ cần phải làm ra trước, sau đó các bạn mới được nắn bóp, các bạn sẽ copy ra một cái folder khác. Sau đó các bạn mới được nắn bóp, nếu như mà giả sử mà nắn bị méo quá ấy, thì sẽ còn file kia để mà cứu lại. Bởi vì sao cái phần nắn bóp nó quan trọng lắm, trong cái ảnh ấy, cái nắn bóp thì nó học dễ thôi nhưng mà nó không hề dễ. Nó nhìn thì có vẻ dễ nhưng mà cái nắn bóp cực kỳ khó luôn. Nó cũng liên quan đến cái cảm nhận của mình. Bởi vì làm ảnh cưới nó không giống như làm file mẫu đâu. Nhiều khi khách hàng rất là béo này, mặt rất là vênh hoặc là nói chung là rất là nhiều cái khó nói, khó diễn tả. Nên làm ra là nhiều khi là mình nắn bóp là riêng cái khoản nắn bóp thôi có khi là sửa cả tuần còn chưa được đấy các bạn. Đấy. Đấy các bạn thấy là khi mà làm nghề nó là nhiều thứ, nó là như thế. Còn khi mà mình nắn bóp ấy thì mình phải xem được cái sự cân đối này. Đó, đối với đàn ông con trai thì vai nó phải vuông nở ra này.
Đối với con gái thì chân tay cần phải thon eo này, đối với váy này, cái tỷ lệ đối xứng hai bên nó cần phải cân bằng với nhau này. Tất cả mọi thứ nó cần phải nhìn rất là cân đối này, kể cả cái cắt cúc cũng y hệt như thế. Quần áo thì chân tay của khách hàng ấy, của chú rể lúc nào vét với lại chân này, với lại áo lúc nào cũng phải thẳng này, lúc nào cũng phải phẳng phiu này. Đó, nó rất là quan trọng các bạn nhá. Đây. Phải phẳng phiu như này các bạn thấy chưa? Đó. Còn cái thông số bóp ở đây thì các bạn tùy thôi, kéo về 30, kéo căng lên nhà cũng được, tùy các bạn kéo làm sao mà các bạn cảm thấy thoải mái được, chứ không cái thông số đấy không có, không cần phải cố định đâu. Đó. Hoặc là các bạn muốn nó mềm mềm hơn thì các bạn có thể để như này, khi mà mình kéo nó sẽ áp lực rất là nhẹ này. Đừng để áp lực mạnh quá vì nó sẽ mình sẽ bị kéo nhanh quá, nó bị méo người đi. Đó, cái cách khi mà mình nắn bóp thì nó cũng đơn giản là mình nắn bóp tổng thể xong rồi bây giờ mình mới nắn bóp về chi tiết này. Cái quy tắc TCD thì mình cũng đã nói rất là chi tiết về cái vấn đề khi mà blend màu rồi. Cái gì thì mình cũng sẽ cần phải xử lý từ tổng thể đến chi tiết, kể cả khi mà mình chấm sửa nắn bóp cũng thế. Đầu tiên là mình cắt cúp này. Đấy, cắt cúp phải xử lý hết tổng thể này, xong rồi xử lý ví dụ như là chụp ở ngoài trời các đường chân trời ấy, thì mình phải làm thẳng này. Đó. Sau đó thì mình mới bắt đầu xử lý đến người này, nắn bóp này. Nắn bóp thì cũng nắn bóp tổng thể, sau đó thì mới nắn bóp về chi tiết này. Đấy, nắn bóp về dáng này, về eo đồ này, về body này, xong rồi mới bắt đầu nắn về mặt này, nắn mũi này, nắn mắt này. Những cái phần này các bạn cần phải ghi vào, hoặc là các bạn cần phải nhớ, các bạn phải ghi vào giấy nhớ, xong rồi các bạn phải dán lên trên màn hình ấy. Đó, cái quy trình khi mà nắn bóp hoặc là khi mà làm da cần phải nhớ như in như thế thì các bạn làm nó không sót được. Đó, nắn bóp cũng rất là quan trọng các bạn nhá. Nên là cái phần liquid ấy, với lại cái phần retouch ấy, các bạn đã biết là khi mà đi học ấy, Photoshop thực chiến ấy, các bạn mất 3 tháng đầu tiên để các bạn làm quen, và các bạn mất 9 tháng tiếp tục liên tục để các bạn tập luyện ở trên file khách hàng. Đó, nó ghê gớm như thế cơ mà. Mất cả 12 tháng luôn để chỉ có học chấm sửa với tập luyện, bởi vì có thể là các bạn học chấm sửa với lại căn chỉnh như này, các bạn chỉ cần học làm ok á, thì các bạn học màu học có tháng cũng được ok rồi. Học màu nó dễ thôi, thế thôi đấy. Đó, ok này. Bởi vì bây giờ làm chấm sửa quen rồi, ảnh váy trắng ở góc này biết màu như thế nào là ok này, trang phục áo dài như này biết chỗ nào là ok này, đồ thường ở chỗ này biết chỗ nào ok này, xong rồi chỉ cần chỉ một cái thôi, làm đi làm lại một tháng thì thuần thục luôn cái kéo màu rồi. Còn chấm sửa thì làm đấy, chấm sửa thế đây, quy trình đây, hướng dẫn cho các bạn đây. Nhưng mà có phải là xem một phát là các bạn đừng nghĩ là xem video của mình cái là các bạn có thể làm được nghề, các bạn đừng nghĩ đơn giản như thế nhá. Đó, người ta ngồi học ở đây mình chỉ từng tí một mà các bạn còn phải học, theo khi là các bạn còn phải mất cả năm thì các bạn mới có thể học được đó, hoặc là các bạn kiên trì thì các bạn sẽ học được hơn, được nhanh hơn. Mình tắt cái này xuống này. Đấy là sau khi mà mình xử lý xong sơ qua này, các bạn xem này. Đó, trước qua sau này là có nắn bóp rồi này. Đó, bây giờ mình sẽ bắt đầu xử lý về cái vấn đề là cái phông này là bây giờ mình đang thắc mắc là không biết là khả năng là mình sẽ lưu hết đi nhá. Chứ cái phông này bây giờ mà để lại thì khả năng thì nó cũng không hợp lý lắm nhỉ. Nếu như mà mình để lại thì theo cái form Hàn Quốc ấy thì mình sẽ tô uốn xuống giống kiểu vé váy ấy, nhưng mà cái này nó không hợp lý lắm. Nhưng khả năng là mình sẽ lưu nó đi. Các bạn chọn vào cái hình cái cọ này, chọn select subject này để nó chọn lấy người ấy. Nó chọn lấy người xong rồi mình sẽ lưu phông đi. Ở trên panel thì tất cả cái công cụ này mình đã tích hợp vào rồi, cho các bạn vào rồi đó. Nhưng mà hướng dẫn này thì mình cũng sẽ nói sơ qua một chút về cái cách làm thủ công để cho các bạn có thể tự ghi vào nhá. Đây chính là cái phần thủ công, ở đây là lưu nền, ở đây là ví dụ mình làm mẫu cho các bạn xem này. Mình sẽ chọn phông này, mình sẽ chọn Ctrl Shift Y để chọn lại phông mục chọn này. Mình vào lưu nền này, mình vào lưu nền thủ công. Đó thì nó sẽ lưu sạch hết cái nền đi. Thế thì bản chất cái này nhưng mà mình làm bằng tay thì nó sẽ như thế nào này? Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn này. Đây, đầu tiên là mình sẽ chọn select subject này. Nó chọn người xong rồi mình sẽ cần phải xem cái phần nào mà nó chưa chọn người ấy, thì mình sẽ cần phải chọn cho nó bao bọc ra hết cái phần này đi này. Đó, ok chưa? Này, an bị vào váy này, thì kéo ra này, giữ an này. Giữ an với lại giữ shift này. An thì là trừ, shift thì là cộng, các bạn nhớ nhá. Thế này. Đấy, an thì là trừ, shift là cộng này. Thì các bạn sẽ đây, cái phần này còn chưa cộng này. Các bạn chọn người xong như này rồi này. Rồi,
các bạn sẽ bắt đầu này, Pfizer để tầm cỡ khoảng 2 này. Đó, Pfizer ở đây là các bạn để tầm 2 nhá. Pfizer là cái gì thì cơ bản các bạn phải nắm được nhá. Đó thì sau đó thì các bạn sẽ ấn Ctrl Z lên để nhân đôi cái phông này lên, Ctrl Z thêm một phát nữa. Sau này các bạn ấn Ctrl Alt này với nút G này. Đó để cho nó chui xuống bên dưới này. Đấy, sau đó thì các bạn sẽ bắt đầu vào Blur này. Đó, xong rồi các bạn vào Gaussian Blur này. Xong rồi các bạn kéo lên này. Đó, các bạn thấy chưa? Kéo lên khi nào mà thấy nó mịn đều là được, chứ mình cũng đừng kéo cho nó mắc nhá. Kéo cho nó mắc như này thì nó sẽ lại bị kiểu như nó lại tỏa ra ấy. Nên mình sẽ kéo đến cái khoảng này thôi. Kéo đến cái khoảng này mà cảm giác nhìn nó tách ra được ok thì được này. Đây mình sẽ kéo ra tầm như này. Đó, mình thấy để như này cũng khá là ổn rồi. Đó thì mình sẽ ok này. Đó các bạn thấy chưa, bây giờ nhìn nó khá là ổn rồi này. Cái phông khá là ổn rồi. Thì tạm thời là mình sẽ để như này, dán như này vào. Còn cái đoạn này này, các bạn thấy không, mình sẽ phải xử lý sạch đi nhá. Đó, mình sẽ xử lý sạch đi. Thì đến cái phần này là nó hơi bị lem ở đây, mình sẽ để cái vùng chọn đây này. Đó, chọn một này, mình dùng brush này. Rồi mình chọn ở đây, mình giữ alternate đây, mình hút cái màu ở bên cạnh này. Mình sẽ để khoảng 50% thôi, mình kéo xuống này. Đó, tô cái phần đường này đi. Cái đoạn dưới này như thế này. Các bạn đừng làm ký quá nha các bạn nhá. Đó, làm vừa phải thôi, cũng không cần phải tô ký quá đâu. Mới đầu các bạn mà mới học chắc chắn các bạn làm chậm nên phải tô ký thôi, chứ còn mình làm quen rồi thì mình cũng sẽ làm nó nhanh hơn một xíu. Nếu như mà là ảnh cổng ấy, ảnh to ấy, thì mình sẽ phần phải làm rất là ký bởi vì nó in to thôi. Chứ còn làm ảnh nhỏ, làm album ấy, hoặc là ảnh 20-30 ấy, mình cũng làm nhưng mà không nhất thiết là cần phải quá là ký, mọi người hiểu không? Đó. Đây. Dưới chân này thế này, dùng vê kép này. Đó, khoanh vào đây. Pfizer là một này, đấy. Bôi đây cái này. Đó, gặp những cái quả file như này các bạn biết một cái quả file nó giá trị như nào không? Khi mà mình cố tình lấy cái ảnh này đấy để quay cho các bạn xem, bởi vì cái ảnh này nó dùng hết mọi cái công cụ mà mình hay xài rồi. Đó, ví dụ như đây là dùng vê kép này. Đó, mình chọn hết cái này đi. Đó, tiếp tục này, để Pfizer là một này. Xong tiếp tục dùng brush này để bôi này. Đó, nó xong tách được người ngon nghè này. Bây giờ mới bắt đầu vào xử lý này. Đấy, nắn bóp ở chỗ này này, tách xong rồi mà nắn bóp vẫn chưa đẹp thì quay sang lại nắn bóp lại một xíu nữa, fix lại một tí nữa này. Đấy, tí nữa đằng nào mình cũng làm nền, mình cũng thêm nền hoặc là tí mình fix ánh sáng ấy thì nó sẽ tự sạch hơn, file sạch hơn, bởi vì bình thường bây giờ mình chưa làm, mình chưa fix ánh sáng nhìn nó hơi bẩn một tí. Đấy, nhưng mà không sao cả, tí fix ánh sáng nó sẽ nhìn êm hơn. Thế là mình xử lý xong về cái phần về nền này với lại người này. Đây các bạn thấy cái đoạn nền này nó đang bị loang này, mình phải xử lý luôn cả cái phần này đi này. Đó, nó đang bị lúc nãy dấu này mình bôi ấy, nó đang bị loang ở cái chỗ này. Đó. Để Pfizer là để khoảng 2 nhá. Mình chỉ tập trung cái đoạn này thôi này. Để vào đất để tầm cỡ khoảng 30 thôi. Đây, bôi cái đoạn này. Đó. Rồi. Đấy, sau khi mà mình bôi xong bắt đầu mình làm da này. Làm da ở đây thì ngày xưa mình cho có cái phần mềm mà Retouch For Me thì làm nó mất thời gian, nhưng mà bây giờ có Retouch For Me á, hoặc là kết hợp panel này làm thì cũng nhanh này. Thì ở đây là mình cố gắng mình sẽ hướng dẫn thủ công, chứ mình không có tận dụng quá nhiều về panel. Bởi vì dùng panel nhiều thì các bạn này chưa có panel dùng thì nó khó. Nhưng mà chắc chắn là đương nhiên là các bạn xem video này, các bạn muốn dùng panel thì có thể liên hệ, mình sẽ cho các bạn dùng thử từ 1 đến 3 tháng, tùy các bạn thích dùng mấy tháng thì dùng. Nhưng mà nó sẽ chỉ dùng được những cái phím chức năng thôi. Hoặc là livestream thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng thêm. Ở đây thì mình sẽ dùng vê kép này mình khoanh vào, sau đó mình sẽ vào filter này, mình sẽ chạy Retouch For Me này. Cái này thì các bạn cũng sẽ xem cái video kia mình cũng có hướng dẫn rồi nhá. Đó, các bạn phải biết cài Retouch For Me. Đó, hoặc là ở trong cái phần support cho các bạn ấy, chắc chắn là mình sẽ có một buổi riêng để mình hướng dẫn cho các bạn về cái phần mềm. Đây là trong cái giáo trình Photoshop làm nghề mà mình là cái giáo án của mình để dạy offline. Đấy thì đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái phần mềm này, cái cách cài đặt như nào. Chắc là mình sẽ dành một buổi riêng, hoặc là về PC như nào mình xem để mình build PC như nào. Thì cái này chắc là sẽ để buổi riêng, chứ còn bây giờ ở đây mà nói thì nó lâu lắm. Thế nên mới bảo là ai mà xem video này thì cần phải nắm được cái kiến thức cơ bản tốt các bạn nhá. Đây, cái phần mềm này là một cái phần mềm rất là hay. Cái plugin này. Mình sẽ chọn cái phần nhạt mụn này. Đó, và khi mà quá trình khi mà mình làm ấy là tất cả mọi thứ ở đây là mình sẽ
mình sẽ cài đặt bằng cái phím tắt hoặc là cái nút mở hết mọi người nhé. Đó, đây, nhặt hết mụn đi này. Mình sẽ cài đặt phím tắt và nút mở chứ mình không có chọn vào như này đâu, làm như này lâu. Đó, đây mình sẽ, một là mình sẽ nhặt mụn này, hai là mình sẽ dock burn luôn. Dock burn nghĩa là mình sẽ đánh khối luôn. Đó, vừa nhặt mụn vừa đánh khối luôn. Đây, thì các bạn xem cái file này trước và sau khi mình xử lý detect for me này. Đó, đây. Đó, cái này thì từ bản PC trở lên mới xài được nhá. Đó, tiếp theo mặt của cô dâu cũng như thế này. Chọn vào này. Có thể nhiều người thì biết đến cái công cụ này rồi nhưng mà nhiều người chưa biết tới, nhưng mà các bạn mà chưa dùng nó thì các bạn xài sẽ các bạn sẽ rất là phí các bạn nhá. Thế nên ra là các bạn mà dùng cái này thì nó ngon. Đó. Ồ, nhầm mất rồi. Cái này là cái xóa nhăn quần áo, mình ấn nhầm mất. Nó có cả cái xóa nhăn quần áo luôn mà các bạn. Ghê gớm như thế luôn. Đấy, nó xóa nhầm mất cái mặt. Đó, detect for me này, vào cái phần here này này. Đó, nó nhặt hết mụn luôn này các bạn thấy không? Đó, nó cũng làm cái công cụ hơi hướng AI một tí này. Đó, AI một xíu này, dùng khá là ok. Đó, ngoài ra thì ở trên panel này thì nó có thêm cái phần mịn AI này, thì cái này chưa có công thức riêng. Cái này nó là code cửa của mấy thằng tàu cửa về xong mình đưa vào trong này. Ừ, nên là chưa có công thức riêng. Đó. Nên đâm ra là bây giờ là mình sẽ bắt đầu mình làm ra nhỉ. Đó, bắt đầu vào ra làm ra thôi. Bây giờ bước làm ra thôi. Có cái phần cái phần frequency này mình chưa có, mình xem là mình có cái video hướng dẫn chưa nhỉ ta. Cái phần frequency này là cái phần đánh khối ra. Bây giờ tất cả những cái mà làm ra thì mình toàn dùng bằng cái frequency này hết. Do là ngày xưa thì dùng chấm bằng S, nhưng mà bây giờ người ta không chấm bằng S nữa. Bây giờ mình toàn dùng bằng cái frequency này, là cái tán ra tần số này này. Cái tán ra tần số này thì để mình xem, nếu mà chưa có thì mình sẽ có một cái video để nói về tán ra tần số. Thực ra thì tán ra tần số nó là một cái công thức riêng ở trong cái nhóm retouching. Đó. Tạm thời thì mình cũng sẽ hướng dẫn cho mọi người trên panel cái công thức cái bước này nhá. Đó, nếu như mà các bạn nào mà muốn xem thì mình sẽ báo cáo ở trên, thông báo ở trên cái nhóm sau, cái nhóm nhóm Zalo sau. Đây các bạn chọn vào đây. Để cho các bạn xem về cái cách khi mà chúng ta làm ra luôn, làm ra thủ công á. Đó, làm ra thủ công. Đây mình sẽ để sẵn cái history ở đây đã. Để sẵn cái history ở đây để tí nữa mình kiểm tra lại. Đây đúng rồi. Đó, mình sẽ để sẵn cái history ở đây. Thì khi mà chúng ta làm ra ở đây thì chúng ta sẽ xử lý bôi theo khối. Cái này các bạn cần phải hiểu được khối nhá, hiểu về hình khối. Thì các bạn xem cái bài về hình khối ấy. Mình đã update ở trên kênh YouTube rồi. Các bạn xem cái bài về hình khối, hoặc là các bạn có thể lên trên những cái web mà người ta vẽ phác khuôn mặt ấy, thì các bạn sẽ hiểu được là như thế nào là khối vùng vùng sáng này, vùng tối này, chỗ nào là vùng chi tiết lớn, vùng chi tiết bé này. Đó, thì các bạn sẽ xem qua cái khối để các bạn hiểu được cái khối khuôn mặt. Còn khi mà làm nghề này thì các bạn bôi ấy, thì các bạn sẽ bôi như thế nào để cho nó có thể không bị xấu ấy. Thì đầu tiên này là cái phần trán này, chúng ta sẽ bôi từ trán này, xong chúng ta phải bôi dọc hai sống mũi này, sau đó chúng ta sẽ bôi hai bên má này, xong chúng ta bôi xuống đây, và chúng ta bôi ở cổ này, đấy, bôi ở chân tay này, sau đó chúng ta tiện thì bôi quần áo luôn. Đấy chính là cái cách khi mà chúng ta làm ra nhá. Nhưng mà trước khi mà đến với cái frequency này thì mình sẽ cần phải xử lý của da mặt của chú rể này một tí, bởi vì không thì nó sẽ rất là xấu khi mà chúng ta bôi không bôi được. Ở đây là mình sẽ dùng cái content away. Đó, các bạn xem thì các bạn tập trung để ý lúc nãy mình nói rồi đấy. Chúng ta ấn vào delete xong rồi chúng ta sẽ chọn content away. Ở đây mình tạo sẵn một cái action là cái F5 thần thánh rồi. Đó, mình sẽ để thêm cái F5 thần thánh này ở dưới cái phần dưới cái phần 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 mô tả nhá. Đó. Đây, chọn này mình khoanh vào thì mình xóa bớt cái này đi, bởi vì cái này nó đang bị lem quá đi. Đó. File này thì nó bắt buộc phải làm thế, không nhanh được đâu nhá mọi người nhá. Đó. Cũng muốn cố gắng làm nhanh nhanh xíu để mình chuyển sang cái chủ đề khác, nhưng mà phải từ từ, cái khâu này mình phải làm từ từ để cho các bạn xem. Rồi, nhặt sơ qua đi. Nhặt sơ qua xong rồi bây giờ mới bắt đầu vào frequency này. Để khoảng 2 nhá. Để khoảng 2 vẫn hơi mờ với ảnh này thì để 1 thôi.
Rồi bây giờ mình sẽ để tầm cái khoảng 2 này. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu là mình dùng brush để mình bôi này. À, đây là các bạn nói một chút về cái thông số nhá. Đấy các bạn để 25, đây là để khoảng 30. 35 đi. 35 này. À, 35 này. À, cái này mình để 0 này. Cái này là cái độ nhanh nhạy của chuột này. Các bạn ấn tích vào đây để các bạn mới bôi được này. Đó, và các bạn nhớ chọn là chọn cái chuột bên này nhá. Đấy, cái phần này nhá. Đây chuột đây. Rồi các bạn sẽ chọn cái brush nước này. Đó, các bạn bôi này. Ở đây thì mình sẽ để khoảng 20 hoặc là 25. Ở đây mình để 20 thôi. 20 này. Đó, các bạn bôi thì các bạn sẽ bôi những cái vùng mà da lớn này, xoay tròn này. Các bạn đừng bôi kỳ lên kỳ xuống. Bởi vì trong cái quá trình khi mà mình hướng dẫn cho các bạn cứ thấy chuột cứ thấy nó lăn lên lăn xuống như này. Nhiều bạn học online là không hiểu là cứ lăn lên như này, mình cứ học như thế. Mình bôi mình sao lát sau rồi các bạn nó bị nát tươm lên hết. Thì thực ra là không phải. Ở đây là mình bôi là mình kéo một chiều thôi, chứ mình không phải là cà lên cà xuống. Nhiều người không hiểu. Ví dụ như đây chẳng hạn này, thì mình sẽ cái chuột của mình ấy, nó sẽ kêu liên tục luôn, các bạn nghe thử này. Tạch 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 này. Có nghĩa là mình sẽ kéo ở đây xong mình dàn ra đây. Đó, mình kéo ở đây xong mình dàn ra đây, xong rồi mình lại thả ra, xong rồi mình lại dàn về đây mình kéo, chứ không phải là mình kéo ra đây xong mình lại hút về bên này. Không phải nhá. Ở đây là mình đang đẩy cái chỗ sáng này ra, cái chỗ đậm màu này, đấy, mình đẩy ra xong mình lại bỏ tay ra luôn này. Giống như kiểu là anh em nào mà đã làm mà ở quê ngày xưa mà hay kiểu sàng thóc ấy, đẩy mà phát ra xong rồi rút ra xong rồi đẩy phát ra, chứ không phải là đẩy không phải là giống kiểu sàng thóc nhá. Sàng thóc là đẩy vào đẩy ra nha, nhưng mà ở đây không phải là đẩy ra như này thôi, xong là bỏ tay ra này. Đó. Mà cũng đừng kỳ nhiều quá nhá. Đó, kỳ vừa thôi, nhiều người là mới làm là toàn da bị hỏng bởi vì là kỳ mạnh quá. Xử lý chán xong này thì bắt đầu bôi này, bắt đầu xử lý cái sống mũi này. Sống mũi này thì mình sẽ bôi hai bên mũi trước này. Cái khối mũi thì các bạn xem ấy. Cái bài vẽ phác ấy thì các bạn sẽ xem các bạn sẽ hiểu. Trong cái đường mũi này. Xong rồi đến hai cái bên khóe này. Rồi. Đó, đến cái phần má này. Cái vùng này thì sẽ bôi đi. Xoay tròn nhá, đoạn má này mình bôi để nó không bị hỏng da thì các bạn xoay tròn nhá. Đó, xoay tròn cho mình. Đó. Các bạn này bôi luôn cả cái phần bôi luôn cả cái phần ở trên tai này. Đấy, các bạn xem video không? Các bạn để ý rằng khi mà các bạn xem video là các bạn cứ thấy này. Cứ thấy là chuột nó lên lên xuống xuống luôn. Đó, nhưng mà thực ra là nó chỉ một chiều thôi. Ví dụ như này, kéo xuống như này thả ra, kéo xuống như này thả ra. Đó, mình đang chỉ đang làm từ cái phần sạch xuống cái phần bẩn thôi, chứ không phải là mình đây kéo lên này thả ra này. Đó, chứ không phải là mình sàng lên sàng xuống nhá. Nhiều anh em là cứ tưởng là giống kiểu xẻ gỗ ấy, cái kiểu là kéo lên kéo xuống, nhưng không phải. Chỉ có kéo xuống một phát xong này thả tay ra, xong này lấy từ cái đoạn này lên. Đó. Đấy, kéo lên. Tô lên. Đó. Đấy, tô cái cổ này. Tô từ cái cằm xong rồi mới tô xuống cái cổ này. Đó. Cái màu này tí nữa mình phải tách ra. Không là cái ảnh nhìn mặt nó bắt đầu nó bị xấu đi. Đấy, xoay cái mặt này. Tùy vào cái độ mịn của chúng ta nhá, các bạn muốn làm mịn nhẹ hay là mịn nặng thì tùy nhá, các bạn muốn làm kỹ hơn thì các bạn có thể xoay kỹ hơn. Đó. Ở cái này thì mình đang cố gắng mình lấy cái file xấu nhất để mình làm cho các bạn xem. Còn làm mà file mà làm đẹp ấy thì file mẫu mình làm nó đẹp sẵn rồi thì làm cho các bạn thì nó đơn giản quá. Các bạn cũng có thể theo dõi thêm những cái sản phẩm của mình ở trên cái link mà mình để cái link Flick ấy. Đó, mình có update một vài cái sản phẩm tiêu biểu thôi, còn của khách hàng thì cũng có, trong đấy có khách hàng cũng có file concept của mẫu nữa. Đấy, nhưng mà file khách hàng có nhiều thì mình vẫn đang thời gian rảnh thì mình lại sẽ úp thêm cái file khách hàng của mình lên cho các bạn xem, cho các bạn tham khảo. Đây. Cái tay thì tô sơ sơ qua thôi các bạn nhá. Đấy. Cái này thì nó có thể bôi luôn quần áo được mọi người nhá. Đây. Đó, nó hay như thế. Mấy cái váy này phải bôi đi, nó sạch đi. Đây quả váy này nào. Quả váy này phải bôi xuống này.
Đấy, bôi này, dùng hết cả màn hình luôn. Bôi hết cái nhăn này đi thì nó mới 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 đẹp được. Đó, thì cái frequency thì mình làm cái ảnh gọi là cái ảnh chân dung ấy cho các bạn xem, thì các bạn sẽ thấy cái đây có nói nhiều cái hay. Đây. Đó. Bật tắt cho các bạn xem đó nhỉ. Đấy, chọn đây. Đấy. Đấy các bạn thấy không? Sạch sẽ như này, trước này xem mặt nhá. Mặt này. Đó. Đây mặt đây. Cái công cụ này thì nó có thể xử lý được hết tất cả mọi thứ các bạn nhá. Đây mặt đây. Đấy. Đấy, bây giờ ví dụ như mình xong cái mặt này, bây giờ mình cân mặt của ông này này. Đó, mình phải xử lý này, bây giờ mình BQ này. Mình cân mặt của ông này này. Đấy. Bây giờ Ctrl U này. Đấy, dùng tay chỉ vào đây. Rồi đẩy sáng lên. Đó, cho bớt màu nhạt màu ra, xong rồi chuyển sang hơi vàng một tí cho tương đồng này. Ctrl M này đẩy sáng lên tí này. Đó, các bạn thấy khác bọt chưa? Đấy, khác hẳn rồi đúng không? Đó, bây giờ mình BQ vào đây này. Cũng đừng làm quá tay nhá mọi người nhá. Làm quá tay xong rồi sau rồi tí nữa nhìn nó không giống. Nhưng mà mình làm quá tay, mình cũng muốn làm quá tay một xíu nữa để cho nó mịn mịn hơn nữa, nhưng mà bình thường làm mịn xong thì làm nó mịn quá nhìn nó không giống. Tí nữa mình sẽ fix màu để làm sao cho nó giống hơn, cho nó thật hơn, chứ là mình sẽ không tập trung làm da nhiều. Đó, đẩy sáng lên này. Đẩy sáng lên, sau đó dùng B này, Ctrl B này, cộng màu môi lên này. Đó các bạn thấy chưa? Cái cách cộng màu môi chưa? Đó, để khoảng 60%, 50%. 45%, cái này là Pfizer nhá. Đó, các bạn xem các bạn phải hiểu nhá. Đó, các bạn thấy không? Khi mà chạy xong rồi này, làm xong rồi này, mình tô xong rồi nhưng mà khối chưa chắc đã đẹp này. Chưa chắc đã đẹp thì lại chạy tiếp một lần nữa để bôi, nhưng mà đến cái phần này mình muốn tán mạnh hơn thì mình để tầm cỡ khoảng 2 này để mình tán cho cái phần da nó không bị gọi là nó không có bị bệt quá ấy. Thì mình sẽ tán, mình sẽ để thông số to hơn một tí. Để khi mà mình tán như này thì nó sẽ mềm hơn, đẹp hơn. Cái này thì mình để cái bút này. À, xem cái bút nó đang bị lý do gì mà nó bị mạnh thế nhỉ. Bôi cái này đi luôn cả mạng luôn. Đó. Đây. Bôi nhẹ đây này. Đó. Đối với khách hàng thì người ta thấy như thế là ưng lắm rồi, nhưng mà đối với một người khi mà mình làm nghệ thuật đấy, các bạn biết là cái bệnh nghề nghiệp nó là thế, làm là cố tình là làm, phải làm đến nỗi là nhìn là nó gọi là nhìn nó đẹp xuất sắc luôn, hoặc là nhìn nó gọi là nhìn nó phải không có khuyết điểm luôn đấy. Thế nên đâm ra là nhiều khi là khi mà làm là vướng phải cái đấy, thì nhiều khi làm sản phẩm nhìn rất là ưng, đăng lên Facebook thì ok là một người rất là khen, nhưng mà khi mà gửi cho khách hàng ấy thì nhìn nó bị quá đà ấy. Nên thâm ra là chúng ta cần phải lưu ý cái đấy nhá. Đó. Làm sao cho nó nhìn đẹp hơn, nhưng mà nó đừng bị quạng, nó bị khác quá, các bạn hiểu không? Đây này, để vừa vừa nhá thôi. Đó, lớn lưu vào nhá. Cái quá trình khi mà chúng ta làm là phải vừa làm vừa lưu nhá. Đó, không là sẽ bị lỗi đấy. Đấy, các bạn để ý thế này, để đúng khổ, đúng frame này, váy này xấu quá này thôi. Cắt vào một xíu đi. Đó, váy bên dưới. Cái này lúc nãy mình bôi váy, mình chưa bôi tới đoạn này này. Mình vẫn phải để xuống mình bôi này. Đó, bởi vì ảnh cùng thì mình sẽ phải làm rất là kỹ. Cái này là một cái ảnh 60-90 đấy. Mình đang tính là mình sẽ xử lý một cái ảnh 60-90. Đó, để cho các bạn xem. Bởi vì ảnh cưới của người ta rất là quan trọng. Cái này là cái người ta treo cả đời. Nên đâm ra là các bạn làm ấy, là ảnh cưới, ảnh cùng là các bạn không thể mà làm phát là được ngay đâu. Các bạn làm xong rồi lưu ra rồi tí nữa gửi in rồi vẫn phải xem một cái nữa. Trước khi gửi cho khách vẫn phải bật vào xem một cái nữa. Đấy, xem có ổn áp chưa này, chứ đã đúng đánh tên chưa này, có bị sai ngày không này, mặt có bị đen không này, răng có bị rơi miếng nào không này. Đó, nó phải rất là. Đây, xử lý xong về cái phần về váy này, về chi tiết rồi này, bây giờ bắt đầu cân màu sắc ở trên da này. Đấy, làm sao cân màu sắc ở trên da để đẹp này. Đây, chọn vào màu tay này, bây giờ đang bị đỏ như này đúng không? Chọn vào tay này, dùng Ctrl U này, dùng tay chỉ vào đây. Đó, đẩy sáng nó lên. Xong rồi Ctrl M đẩy sáng lên cho nó contrast này, tiếp tục này, vào đây vẫn còn màu này. Ctrl M, Ctrl L đi. Đẩy lên, Ctrl U này. Xong rồi chọn màu này, đẩy lên này. Đó. Cho nó cái màu tay nó không còn bị đỏ đi. Đó, bây giờ cái ảnh này bây giờ ấy,
Về độ sạch thì nó ok rồi, nhưng mà về cái màu này các bạn để ý thấy không? Bây giờ mình đã xong về cái bước làm da nhá. Mình xong về cái bước làm da rồi. Và mình xong về cái bước nắn bóp căn chỉnh xử lý hậu kỳ rồi. Bây giờ mình sẽ đến cái bước chỉnh lại màu sắc, xong rồi thêm tipo này, xong rồi gửi khách này, gửi khách xong rồi khách sẽ rồi gửi lại nội dung để mình fix ảnh này. Đó, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu fix màu sắc này. Thì mà fix màu sắc đây là mình có thể vào camera raw để mình fix, hoặc là mình fix ở trên Photoshop này. Đó, có rất là nhiều cách fix các bạn nhá. Nhưng mà cái cách thông thường của mình là mình sẽ fix ở trên camera raw, bởi vì là mình fix hàng loạt đấy. Mình muốn một cái góc ảnh mà có nhiều màu giống nhau ấy, thì mình sẽ fix hàng loạt, nên đâm ra là mình sẽ để vào trong này để mình fix này. Đầu tiên shadow mình giảm xuống này. Đó, xong mình đẩy sáng lên này. Đó, bởi vì lúc này khi mà mình làm sạch rồi, lúc này mà mình lên fix ấy, màu nó sẽ rất là tương đồng với nhau. Xong rồi mình đẩy sáng màu mà da mặt lên, đậu sáng màu mặt lên này. Mình chuyển màu cùng về một, ví dụ như môi cho màu cam chẳng hạn này. Đó, mặt cho về màu cam này, xong mình trừ bớt màu mặt này. Trừ bớt màu vàng này. Trừ bớt màu đỏ này. Đó, đẩy màu cam một xíu. Đó, sau đó thì mình đấy xem nào. Đó, mình có thể vào cớp này để mình xem, mình cho cái phủ cái lớp màu cho nó cân bằng với nhau, xem thử xem nhá. Cho cái này lên một tí này. Cho cái này lên một xíu này. Cho cái này lên một xíu này. Có nghĩa là cái này thì nó không phải là cái công thức đẹp đâu, nhưng mà ý là mình bình thường là ngày xưa mình cũng hay làm cái này. In ra thấy cũng khá là được. Đó, các bạn có thể xem này. Mình sẽ cân chỉnh để cho cái ba cái kênh màu này lên cùng một cái lớp màu ấy, thì để cho cái phần màu da mặt đấy nhìn với lại cái quyện với lại cái phần highlight này để cho nó đỡ hơn. Đó, tất nhiên thì làm thì có rất là nhiều cách làm, nhưng mà mình sẽ làm cái bước cơ bản như thế cho các bạn xem thử này, xem trước với lại sau xem nhá. Đó, trước với sau này, bây giờ nhìn cái màu da tương đồng hơn này. Nhưng mà cái ảnh này bây giờ nó đang bị thiếu một cái, gọi là thiếu cái phần contrast này. Mình cộng lên contrast lên này, để cho nó có căng lên này. Là khi mà mình in, mình xem tầm này mình thấy sáng đúng không, nhưng mà in ra nó không sáng như này đâu. Quan trọng là mình xem tầm này này. Đó, nếu như mà màu xem tầm này mà da như thế nào đấy thì in ra nó sẽ như thế. Nó sẽ có đủ cái độ contrast và cái màu tối chỗ nào thì in ra nó sẽ, cái phần đấy nó sẽ là như thế. Còn bình thường là mình in ra mà mình để tầm to to thì mình nhìn nó mình thấy sáng rồi, nhưng không chưa sáng đâu. Để tầm này. Đó. Để sáng lên, để sáng màu đỏ lên, bị môi bị sáng quá. Để vừa vừa thôi. Đó. Nhẹ thôi. Cho nó đều màu từ cái phông với lại từ cái shadow, từ cái phông với lại đến cái phần ảnh. Bây giờ thì xử lý cái màu môi của chú rể. Màu môi của chú rể thì kệ đi. Môi của ông này hơi bị lệch thì vào nắn lại cái môi này. Đấy, xử lý như này cho người ta là ổn áp lắm rồi, chứ mình cũng không cần phải làm nứa nha các bạn nhá. Đó, không cần phải chỉnh quá về cái màu sắc đâu. Ví dụ như bây giờ mà ok mà cái màu mà mình muốn cái màu da của chú rể ở cái đoạn này với cái đoạn trên này mà nó giống nhau thì mình sẽ đẩy sáng lên một tí. Nhưng mà khuyên các bạn là đừng làm mịn quá nữa, hoặc là đừng cố gắng đừng tẩy thêm nữa. Bởi vì là khi mà mình làm nghề là cái tư duy của mình là muốn cái hoàn hảo, nhưng mà nhiều khi là khách hàng thì nó không còn được thật đấy. Đẩy sáng thì mất bà khối luôn đấy, đúng không? Mất đến cái sự khối rồi. Đấy, khoảng 30 thôi. Xong rồi cho u này cộng màu lên một tí. Cộng màu lên một tí, còn không muốn nó xịn thì cộng vàng lên. Đó. Đấy. Đấy khoảng 25 thôi. Đó, như này thôi. Này cái quả cà vạt này cho tôi xuống tí này. Đó. Căn chỉnh từng tí luôn để làm sao cho cái file nhìn nó được ok nhất. Này có cái phông này, ở đoạn này nó đang bị sáng này. Nó không được có được đều này. Đấy. Mình sẽ dùng brush này. Đó. Mình sẽ để khoảng 20 hoặc là để khoảng 30 đi. Cái file ảnh của mình mà mình muốn nó đẹp hay không ấy, nó phụ thuộc vào cái sự tỉ mỉ của cái người làm ấy, chứ không phải là cứ nhất thiết là làm là cái này. Nhưng nãy mình bôi hơi vào ấy okay. Bôi hơi vào cái tai này. Chứ không phải là cứ làm mắt thẩm mỹ đẹp là làm nó đẹp đâu, mà quan trọng là nhiều khi là do cái sự tỉ mỉ của cái người làm nữa. Người ta làm tỉ mỉ từng tí nữa, thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đây các bạn thấy không, như này cho ông ấy quá tuyệt vời rồi đúng không?
quá ngon rồi so với tưởng tượng của ông ấy rồi. Vợ chị trẻ mình cũng đẹp trai nữa đó, môi này muốn đỏ hơn thì cho vào cho đỏ thêm tí. Cái môi ông này phải hút thuốc lào hay sao? Môi của ông này nghiên cứu, môi của ông này khả năng không phải hút thuốc lào, hút thuốc lào nó thâm, mà cũng có thể khả năng thâm bởi vì mặt ông này cũng hơi đen, mà không sao cả anh em. Cái nào mình nói về cái vấn đề là tại sao nguyên nhân lại môi thâm thôi chứ không phải. Bởi vì anh em biết khi mà làm ảnh mà gặp những khách hàng nam mà môi thâm ấy làm nó khó lắm. Kéo màu Hàn Quốc màu trong trẻo cũng khó. À, anh em nhiều khi là bắn thuốc lào mà đi chụp ảnh mà môi đen xì. Đó, muốn căng hơn thì mình vào lờ này nhá, mình cộng lờ lên một xíu để mình cộng căng lên một xíu. À, ánh sáng căng lên này, cực mạnh luôn này. Đó, bây giờ mình so sánh thử nhá. Bây giờ mình khâu xong, mình xong về cái khâu về xử lý ánh sáng này. À, và cái khâu xử lý ánh sáng rồi đến cái khâu cuối cùng là mình thêm typo này. Thêm typo thì đối với ảnh này thì mình sẽ chỉ thêm tên thôi. Tên là ngày tháng thôi. Ví dụ như ảnh này mà mình thêm một cái chữ như này để làm tiêu đề, xong bên dưới mình sẽ đánh tên chẳng hạn nhá. Đó, thêm ngày cưới. Còn bình thường mà thêm chữ kiểu này thì nó lại đơn giản quá. Thêm chữ kiểu này thì ví dụ như mình sẽ thêm chữ Korea đi. Korea này không đẹp. Đó, mình thêm chữ này đi chẳng hạn đi. Giả sử như này thì mình thêm cái chữ Âu này chẳng hạn này. Cái chữ này là chữ chữ tiếng Anh này. Đấy. Mình thêm những cái dạng chữ như này thì nó đơn giản này. Đó. Chữ thì nó cũng có cái nguyên tắc của chữ nhá. Khi mà mình thêm chữ đó, chứ không phải là cứ vậy đâu mà để chữ đâu. Ví dụ như chữ này để vào xấu này. Đó, chữ thì cũng phải có cái cách nguyên tắc của nó thêm vào. Chữ này thêm vào thì đẹp này. Đây. Để ở góc này hoặc là để ở chính giữa này. Đối với ảnh này thì để góc này đẹp hơn này. Làm sao ấy, mình để vào nhìn nó phải cân đối này. Đó, ví dụ như ở đây, đối với ảnh này thì mình sẽ để như này chẳng hạn này. Đó, nhưng mà ở đây là đăng một cái ảnh cũng. Thì mình để chữ là mình sẽ phải đánh tên. Thì ở đây là mình sẽ chọn ra một cái chữ để mình làm chữ tiêu đề. Ví dụ như là mình sẽ chọn một cái chữ là, để xem thử xem nào. Mình sẽ chọn một cái chữ là love. Đây, wedding này chẳng hạn này. Đó, mình sẽ cho nó hơi xám xuống này. Đừng để đen xì nhá, để màu xám thôi nó mới đẹp. Để đen xì thì nó xấu đấy. Đây. Đó, chữ này hơi to nhỉ, hơi cong nhỉ. Hơi cong nhìn hơi quê. Đừng để cho chữ nó bị thô quá nhá. Thô hoặc nó cong quá thì không đẹp đâu. Cái tỷ lệ của cái chữ ấy là nó vừa phải thôi. Đâu nhỉ? Lớp là web strip thì đây. 5 này. Perfect. Okay. Kiếm quả chữ này. Đây, save the date đây này. Save the date này cũng được. Đây, cái mom out memory đây này. Đó, mình để vào đây. Mình để vào đây. Đó, để xám xám tầm như này. Đấy, ví dụ giả sử như mình để như này đi. Xong mình đánh tên của cô dâu chú rể này. Chữ này cũng không đẹp lắm đâu nhưng mà để tượng trưng thôi nhá. Thanh Hiền này. Thu Thảo này và Thu Thảo này. Ok. Màu chữ là màu cũng hơi xám này. Zoom vào như này, lấy cái màu này luôn này. Đó. À, cái này nó có việc Thanh Hiền này. Đó, xong rồi để bên dưới thì để ngày tháng thôi. Phông chữ mà mình muốn chọn phông chữ nào thì chúng ta vào lựa chọn phông chữ thôi. Phông chữ thì chúng ta mà muốn đánh được tiếng Việt ấy, thì các bạn chọn là cái này là Unique Italic này. Đó. Thì ở đây phông chữ này thì nó có thể đánh được, còn những cái phông chữ khác hơn thì khả năng là nó xem thử xem nó được không. Ví dụ như đây mình có cái phông chữ là đâu nhỉ? Việt Nam Time này. Có rất là nhiều cái phông chữ đẹp nhưng mà có cái đây phông chữ này mình hay chữ này đẹp này. Đấy nó cũng là của cái đây mộng cơ đi này. Đó. Đó, để như này chẳng hạn này, xong rồi để ngày tháng cưới vào là được. Ví dụ như này. Đó. Thì bây giờ mình so sánh xem thử xem về trước với sau nhá. Đây. Đó, mọi người thấy chưa? Này, đổi cái giao diện này đi này, vào Black đi này. Ctrl V vào này. Đó, trước và sau này.
Đương nhiên là nếu mà khi mà mình làm cho khách ấy, thì mình sẽ cần phải căn chỉnh kỹ hơn một xíu nữa đấy. Đó, để mình ra được cái sản phẩm nó ngon nhất, ok nhất. Đấy, làm ảnh cho người ta là mình sẽ đặt lên cái sản phẩm nó, cố gắng là cái sản phẩm của mình là nhìn nó không cần phải đẹp, gọi là mình cố gắng mình xem nó có bị lỗi gì không các bạn nhé, không cho nó mắc lỗi thôi. Đó, để dưới này mình thấy nó hơi xanh này, đó, đẩy sáng lên một tí này, đó, dùng brush cộng B này vào highlight này, cho hồng lên một tí này, khử cái màu xanh đi này. Đó, mình phải xem được tất cả mấy cái đấy nữa cơ. Đó, rất là nhiều cái. Đây, cho các bạn xem là trước và sau này. Đó. Thế là mình xong được cái khâu là đến cái khâu là mình thêm typo này, xong rồi mình sẽ gửi cho khách này. Đó, được chưa? Sau khi mình làm xong ấy, thì mình sẽ gửi cho khách. Ví dụ như cái file này mình làm cho khách này. ID này. Đây là cái file mình làm cho khách đây. Đó, mình sẽ gửi cho khách này. À, để đặt tên là ok này. Tất cả những cái ảnh khi mà mình gửi cho khách, các bạn lưu ý đây, các bạn để ý đấy nha, mình sẽ để là JPEG này. Đấy, JPEG này. Và các bạn nhớ là cái JPEG của mình ấy, thì các bạn phải nhớ là cái phần khi mà mình save ấy, ở cái đoạn này này, các bạn phải để là 12 maximum nhá. Đó, 12 maximum thì mới được, chứ còn không thì nó sẽ bị nát file đấy. Các bạn nhớ cái phần này nhá. Đó. Thì đây là một cái tấm hình đây là một cái tấm hình là gọi là một cái tấm ảnh cổng bằng JPEG các bạn nhé. Đó, thì các bạn có thể xem và tham khảo thì cái cách làm này để cho các bạn hiểu được cái quy trình khi mà mình làm một cái tấm hình trước đó, và cái cách khi mà chúng ta bôi ra. Đấy, thì các bạn có thể xem thêm ở cái phần ở trong kênh YouTube của mình có cái phần là đánh khối ấy. Khối và đánh khối thì các bạn sẽ khối và cái cách mình đánh khối thực chiến ấy, thì các bạn có thể xem thêm cho đấy. Hoặc là các bạn xem mà các bạn không hiểu thì các bạn có thể inbox cho mình nhé. Đây ra này. À, và đây là cái file khi mình làm shop xong này, mình xử lý Photoshop này. Đấy. Đấy, các bạn xem này, cố gắng cân đối nhé thôi, ok nhá. Tiếp tục này, mình sẽ đến xử lý tiếp này. Đó, video hơi dài nên làm ra là anh em phải xem này, phải hết sức là phải là sẽ phải tập trung nhá. Đây, ví dụ như bây giờ là một cái ảnh đây là một cái tấm hình mà ảnh beauty này. Thì bây giờ mình sẽ làm này, thì điều đầu tiên là mình sẽ cắt cúp này. Đó. Ảnh beauty này thì thực ra là nhìn cũng gọi là cũng tạm ổn rồi, nhưng mà cái khâu này nó chủ yếu tập trung nhiều về cái nắn bóp để cho các bạn xem nhá. Đây, nắn bóp này. Đó, nắn bóp tổng thể này. Cái vai này. Đó, cái tay này. Bộ đồ xấu xấu, cái bộ kia xấu xấu thì đến bộ này đẹp đẹp để làm cho nó. Rửa mắt một xíu cho anh em, rửa mắt tí chứ không làm cái kia xong nhìn nó ghê quá đi. Cái này là mình đang làm file của khách hàng nên mình có thể nói một vài cái từ như thế thôi anh em nhé. Chứ còn giả sử mà mình làm cho khách hàng mình nói thế thì chết đấy. Tức là mình đang anh em mình đang làm nghề thì mình kiểu mình nói kiểu như thế để cho nó đúng với thực trạng. Đó, nắn bóp này, nắn quả eo vào này, khép cái nách vào này, kéo cái nách vào để cho cái cơ thể này cho nó đừng bị to quá. Đó các bạn thấy không, kéo cái bụng vào, kéo lên đó. Là các khâu khi mà chúng ta làm, các bạn nhớ chưa, đưa chạy màu xong này, xong rồi đưa vào Photoshop này, cắt cúp này, nắn bóp này, xong rồi làm da này, xong rồi là fix lại màu này, xong rồi thêm typo này. Đó, xong rồi là sẽ gửi cho khách này. Xong rồi khách fix lại thì bây giờ khách yêu cầu mình gửi cho khách thì mình có thể up lên Fiverr này, hoặc là mình gửi qua Zalo cho người ta này. Cái đây chắc là đơn giản thôi nhỉ, không cần phải hướng dẫn nhỉ. Xong rồi các bạn sẽ gửi lại cho người ta. Xong rồi người ta sẽ yêu cầu lại cho mình là em ơi, mặt của chị em ơi đẹp quá, tuyệt vời quá, cảm ơn em nhé, cho chị số tài khoản này, chị gửi tiền cà phê cho em, kiểu thế chẳng hạn. Hoặc là người ta sẽ gửi cho mình một cái bản work danh cái gọi là gì nhỉ, chi tiết chỉnh sửa hình ảnh. Đó, một là cho tay thon, hai là eo thon, ba là mặt chị bị chỉnh nhiều quá, sửa lại cho chị, da bị mịn quá, bị cà mịn quá để tự nhiên cho chị. Đấy, xong rồi cho chị cao lên này, hoặc là cho chị trắng răng, răng bị vàng này, nhiều thứ tùm lum lắm đấy.
thì mình cứ nhìn thế mà sửa thôi. Đó. Sửa xong người ta chưa ưng thì người ta lại, người ta phải em ơi chị muốn ra như lúc đầu cơ thì lại làm đấy, lại để về như lúc đầu thôi, không phải lại làm gì. Đó. Đấy là cái sự thật anh em nhá. Không phải là ngồi chém gió đâu mà là nghề nó là thế đấy. Đấy, anh em nào mà chưa làm thì anh em cứ phải chuẩn bị tâm lý nó là như thế. Đây nắn bóp mặt này. Cái mặt này bây giờ này các bạn để ý thấy không? Cái mặt này bây giờ này nắn bóp vào nó cũng không thể xử lý được vì mặt nó bị to với cái cơ thể này. Thế bây giờ sẽ phải làm như nào để cho cái mặt nó nhìn được đẹp này. Đó, các bạn nghĩ thử xem làm như nào để cho cái mặt nó bé được. Đấy. À, ok này, các bạn xem trước và sau này. Bây giờ cái mặt này để đẹp đẹp ấy thì các bạn sẽ phải khoanh xuống như này này. Qua đấy chưa? Xong rồi các bạn Ctrl Z lên này, các bạn Ctrl T này, các bạn cho đầu nó bé lại như này. Đó, phải được như này. Đấy, các bạn sẽ để bé như này. Nếu như mà các bạn mà sử dụng MeToo hay là các bạn sử dụng bằng Avatar ấy, thì những cái phần này nó sẽ có cái phần làm nhỏ đầu ấy, nó hỗ trợ khá là hay. Nhưng mà mình vẫn muốn các bạn làm Photoshop, các bạn có thể thuần thục được mấy cái này, bởi vì là làm Photoshop ấy nó vẫn là số 1. Ví dụ mấy cái phần mềm kia nó phải cần mạng nó mới dùng được. Thế bây giờ mất mạng thì làm như nào, đúng không? Đấy, mình phải tự xử lý bằng tay được. Đó, layer mask là như nào, xử lý như nào. Quên mất cái này không dùng layer mask bôi rồi. Họ nhớ là bật layer mask lên bôi cho nó. Giả sử mà mình bị quá tay mình vẫn còn cứu lại được nhá. Ví dụ như cái này này, đó, bôi đến đây chẳng hạn này. Cái này chẳng hạn bôi đến đây này. Đó, phải xử lý được cái, phải xử lý được cái tình huống này đi. Đó. Cho đầu nhỏ lại này, xong rồi bắt đầu dùng di nhặt lại cái đoạn nối khớp này này. À, nối lại cái đoạn này vào. Đó, xong tí bóp lại cái đoạn này một xíu này. Cái file beauty của chúng ta ở đây chụp hết là thì chúng ta sẽ cần phải nó làm beauty hay là giống như kiểu là mình làm cái mảng doanh nhân này chẳng hạn này thì cái phần stylist nó rất là quan trọng anh em nhá. Make up này rất là quan trọng luôn đấy. Nó quan trọng hơn cả, nó quan trọng quyết định sản phẩm luôn đấy chứ không phải là Photoshop đâu. Photoshop chỉ là một phần thôi. Nhiều người cũng làm beauty, làm fashion nhưng mà nó không ra được cái chất đâu. Đó, nó là phụ thuộc vào rất là nhiều cái yếu tố. Nhiều người gọi là khách đẹp thì ảnh đẹp, nhưng mà các bạn phải hiểu được khách đẹp nó là chân dung khách hàng đang ở tầm bao nhiêu. Đó, nó phụ thuộc vào cái khách hàng mình hướng đến chứ không phải là khách đẹp thì cứ ảnh đẹp. Mấy ông nhảy vào cái biết đó chung chung như thế đâu, nhưng mà khi mà mình làm kinh doanh thì nó là câu chuyện khác, nó là chân dung khách hàng mình muốn hướng tới là khách hàng như thế nào. Chứ không phải là câu chuyện là khách đẹp thì ảnh đẹp nữa. Để cái tay này vào một xíu này. Cái đoạn bên dưới này bóp hơi quá tay rồi. Đó. Bóp nhiều khi là kể cả những chính bản thân của mình này bóp là nhiều khi nó cũng còn chưa gọi là mình phải xem đi xem lại đấy các bạn, chứ không phải là bóp một phát là làm được đâu. Phải xem đi xem lại. Đây cái quẹo cổ này. Đó, các bạn thấy không? Bóp nó còn mất thời gian hơn cả làm da nữa. Đấy, nên nhiều khi các bạn nghĩ rằng là bóp nó đơn giản, học kỹ năng ấy, một vài cái công cụ như này thôi, nhưng mà nhiều khi học chán chê luôn mà không ấy được. Bình thường là những người mà học nắn bóp hoặc là làm nắn bóp ấy thì bình thường là một năm thì mới nắn được, chứ còn vài tháng thì chưa nắn được đâu. Đó, nó đến mức như thế luôn cơ. Cúp cái này vào này. Đó. Xong bây giờ mình bắt đầu mình tiến hành làm da thôi. Làm da trước khi thì mà làm da mình vẫn xử lý cắt cúp xong rồi, nắn bóp xong rồi mình xử lý một chút về cái vấn đề nền nếp các kiểu này cho nó sạch đi nè. Đó, để lưu nền này. Cái này lúc nãy mình hướng dẫn rồi đấy. Đó, ok. Xong rồi tiếp tục ở đây thì với cái file này thì mình sẽ dùng tiếp tục là dùng cái khoanh này vào này. Đó, khoanh hết vào đi. Đó. À, mình dùng cái nhằn mụn này. Cái tất for me này. Đây nhằn mụn này. 3 giờ sáng rồi. Vẫn chưa xong cái video này. Đó, apply này. Rồi. Wow, anh thanh niên kia tưởng anh đang ngồi làm ảnh, hóa ra quay sang anh đang quay game. Đó. Nhặt tóc đi. Đấy. Ở trên dưới mắt nó có cái phần này này.
Đấy, nhập đi 60%. Ở đây thì mình có thêm cả cái vấn đề là mình dùng editing ra nữa cơ. Nó cái này là nó cũng hay phết đấy, ở trong cái khóa học retouching thì mình cũng có nói nhiều, nhưng mà ở cái video này thì mình sẽ chỉ nói với các bạn là chúng ta chỉ tập trung dùng mỗi cái công cụ là frequency thôi. Frequency này thực ra là nó cũng có ở những cái panel panel free đấy, những cái panel như là RA đấy, nó cũng là từ cái này, nó cũng tách từ RA ra, mình cũng làm theo giống kiểu RA thôi. Đó. Đây. Hoặc là cái này các bạn tự tạo cũng được, các bạn tự tạo action cũng được. Cái frequency này dễ thôi. Bữa nào mình chia sẻ cho các bạn trong cái livestream đi, hoặc là trong kênh YouTube của mình sẽ làm cái video, hoặc là mình sẽ up cái video này lên. Mình sẽ để khoảng 2 này. Đó, và mình sẽ bôi này. Mình sẽ để khoảng 20% thôi nhá. Đây các bạn xem, ôi những cái ảnh này thì nó chân thực hơn này. Xoay tròn ở đây này. Đó. Đó, vuốt sống mũi này. Đó. Còn vẽ khối, vẽ khủng các kiểu nữa. Cái ảnh beauty này thì vẽ khối, vẽ khủng các kiểu nữa. Nhưng mà mình làm thì ít khi mình cũng thiên, mình cũng ít khi mình vẽ lắm. Mất thời gian. Tô tô tí được anh em ạ. Một ảnh beauty nào mà Photoshop này là mình lấy 100.000 một tấm đấy mọi người. Cái môi này, cái độ bóng để thì đó. Đấy, mọi người nhớ là mình sẽ vuốt này, vuốt xong mình thả ra này, mình vuốt xong mình thả ra chứ mình không ấy, chứ mình không có kỳ lên kỳ xuống đâu mọi người nhá. Vẫn đi theo các công thức ấy nhá, vẫn đi theo cái quy trình, cái công thức các bạn nhá. Đấy, các bạn cần phải lưu ý để xem rồi các bạn ghi chép về, các bạn nhớ lại theo đúng cái công thức chứ làm lại bị xem xong lại cuốn, xong lại bị quên mất nội dung là chết dở đấy. Cái quy trình khi mà mình làm ấy. Đó. Bôi xử lý mấy cái này này. Xong rồi là con có quả là xử lý mắt này, xong rồi là tô má hồng này. Đấy, nhiều VT thì nhiều cái lắm, ngoanh khối này, tô mắt này. Nhiều cái lắm. Nhưng mà làm thực chiến thì bình thường mình làm mình cũng làm ít bước thôi. Không có làm nhiều quá đâu. Mình làm sạch da xong rồi mình xử lý tí môi là được, cho tí má đỏ được. Vì ảnh mà mình đánh đèn nó bong lên rồi thì nó cũng đỡ làm, nó cũng đỡ vậy. Fix nhiều. Đó. Khách hàng thì khách hàng cũng được, nhưng mà cũng do make nhiều ấy, nhiều khi make lên xong nhìn đẹp hơn ấy, chứ còn lúc đầu cũng hơi xấu đấy. Đây cho mọi người xem này, khi mà mình frequency xong này, đó các bạn thấy không? Cái này là đấy, cái này là cái file của mình chụp nhá mọi người nhá, file của studio của mình luôn. Chụp thì cũng kiểu cũng chụp như cơ bản thôi, vẫn chụp đèn bình thường thôi, cũng không có gì là xử lý thì chụp bằng 3 đèn thôi. Một đèn chính, một đèn fill, lại một đèn ven. Đó. Đây. Đối với cái ảnh này thì hình như là cũng chả có cái gì để mình cũng không có gì để mình cần fix cả. Giả sử mà mình muốn fix bong thì bình thường mình chỉ có một lớp cớp mà mình lên mình đẩy cho nó bong lên xíu này. Đây. Để tổng cỡ khoảng 50 này. Là 40 này. Xong rồi mình sẽ nhân lớp lên, mình sẽ brush này. Mình sẽ cộng đỏ lên tí này. Cộng đỏ lên nha. Khoảng 30. Cộng môi lên. Tối xuống tí. Đây. Tí nha. Thế thôi.
Đó, tay này nó bị tối này, xử lý này, cái này thì mình căn chỉnh thôi nhá, tùy mắt nhìn của mình thôi. Đó. Nhìn có vẻ dễ đúng không? Nhưng mà cứ làm thử, anh em làm thử xem nhá. Đó. Nhìn dễ thôi nhưng mà làm căng phết đấy. Đây, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl D này, so sánh file before và after này. À. Đấy thế thôi, không cần phải vẽ khối vẽ khủng các kiểu lằng nhằng như ở trên mấy cái clip ở trên YouTube đâu các bạn nhá. Mẹ nhìn đau hết cả mắt. Đấy, làm thực chiến làm đơn giản thôi. Mấy ông lên ấy, làm ảnh beauty ấy, xong rồi vẽ khối vẽ khủng các kiểu lên nhìn loằng ngoằng lắm. Ở đây mình vẫn vẽ nhưng mà vẽ ít thôi. Rảnh rảnh thì mình ngồi mình vẽ thêm, thì thực ra mình vẽ thì mình cũng chỉ dog bone này. Mình dog bone đây thì mình vẽ mỗi cái phần ở trên cái đường sống mũi thôi. Đâu nhỉ? Cái dog bone của mình đâu nhỉ? O này, đây đúng rồi, cái O đây này. Đó. Rồi cái dog bone của mình nó bị mất cái công cụ O rồi, mình phải kéo lại cái công cụ O đi. Đây, dog bone đây. Đây. Không phải. Có cái hình dog bone nữa đâu nhỉ? Cái hình dog bone của mình. Được ta. Vừa thấy xong. Đây rồi. Ô, quên mất đây. Đây, mình vứt sang đây là đúng rồi. Đó, đơn này. Ừ, mình sẽ chọn cái dot burn là mình sẽ đánh cái màu trắng này. Mình sẽ để khoảng 7% thôi mình đánh này. Đó, nhiều người tô thì mình có thể tô kiểu từ từ ấy, hoặc mình để tầm cỡ 0.5 thôi. Hoặc mình tô nhẹ này. Còn tí mình còn giảm mà. Tô đây. Tô trên môi này. Nói chung là chả cần tô nhiều đâu anh em. Giảm xuống này. Đấy, tô ít đi thôi. Đó, thế là xong này. Đấy, thế là xong cái ảnh beauty. Thế là cái ảnh beauty mọi người nhá. Cũng khá là đơn giản thôi đúng không? Còn nhiều cái kỹ năng ở trong này nhưng mà áp dụng vào thì còn nhiều cái làm lắm, nhưng mà mình cứ nôm na là các bạn để hiểu như thế đi, để các bạn hiểu như thế đi. Là làm như thế là xong cái ảnh beauty, các bạn để ý thêm nắn bóp không? Tay chân này các kiểu này, cái cả những cái khâu mình xử lý này. Đấy, cái này là hầu như là xử lý từ cái ảnh gốc, kéo màu thì cũng không có kéo gì nhiều đâu, tay đẩy mỗi sáng lên là xong rồi. Đó, cái này cũng y hệt làm như thế thôi mọi người nhá. Đến cái ảnh gia đình thì cái quy trình các bước nó cũng y hệt như thế. Đối với ảnh beauty thì không thêm chữ mọi người nhá. Chạy màu này, xong rồi lưu file này, xong rồi cắt cúp này, xong rồi là lưu xử lý rác này, xong rồi là nắn bóp này, xong rồi là làm da này. Trường hợp mà cái tóc nữa, trường hợp là sẽ có nhặt thêm cả tóc nữa. Đấy, tóc mà nó bẩn quá thì mình xử lý thêm tóc này. Đó, còn cái ảnh gia đình thì nó cũng y hệt như thế thôi. Đó, các bước làm thì nó cũng sẽ y hệt như thế này. Ảnh cưới cũng y hệt như thế các bạn nhá. Ví dụ như ảnh gia đình này, mình làm cái gia đình này cho các bạn xem. Ở đây là mình sẽ cũng cố gắng là sẽ xử lý cho các bạn là chúng ta xử lý là mình cố gắng là hạn chế cho các bạn dùng đến cái panel hoặc là quảng cáo panel của mình quá là nhiều, vì là panel của mình này nó cũng chỉ chuyên cho những người mà làm nghề nhiều hơn. Đó, còn các bước mà cái kỹ thuật về detox da thì các bạn có thể xử lý bằng cái xử lý bằng tay cũng được, xử lý bằng mỗi cái công cụ frequency thôi. Đó, với cái ảnh này chẳng hạn này, hoặc là panel đây cũng có cái mịn AI này, nó cũng hay. Cái này thì mình chuyên để mà làm ảnh phóng sự cưới. Thì cái này chạy mịn, hoặc là anh em nào mà lười thì chạy cái này cũng được. Thực ra là cái da nó cũng đẹp. Chạy xong là nó đẹp hết cả, nó cũng khá là đẹp rồi, tương đối đẹp rồi, giảm xuống cũng được. Thế này mình chạy này, nó sẽ tự động mịn ra hết toàn bộ ảnh này. Đó, các bạn thấy không? Nó tự động nhận diện cái khuôn mặt để mình để nó mịn này. Đó, nhưng mà những cái phần này gần giống da của nó sẽ ăn hẳn vào da này. Thì mình sẽ giảm lại này. Đó, mặt mà chỗ nào mà mịn quá này thì mình sẽ dùng brush này. Thì mình bôi lại thôi. Đó, brush thì mình sẽ để là brush đen này. Bôi lại này. Đó. Mình sẽ kết hợp nhá các bạn nhá, kết hợp nhá. Khi mà mình bôi xong như này, cái áo này cũng bị ăn vào này.
bôi xong như này. Đó. Lúc này mình cắt cúp rồi này, cái này mình chạy mịn luôn cho các bạn xem này. Đó, có thể là nắn bóp thêm xong rồi mình sẽ xử lý là frequency thêm một cái nữa là được, xong rồi cộng nét lên đối với ảnh này. Đó, cái ảnh của chúng ta khi mà chúng ta nắn bóp ấy, nó còn tốn thời gian hơn cả chúng ta tốn thời gian hơn cả chúng, nhiều khi là nó còn tốn thời gian hơn cả làm ra nữa đấy. Đấy, nên đâm ra mình mới ghi một cái là hậu kỳ ảnh là bao gồm là xử lý retouch và liquid ấy. Liquid và retouch nó lâu lắm ấy. Đó, gặp nhiều cái ảnh là mình nắn là nó rất là khó luôn. Nếu mà chúng ta mà kéo màu từ ban đầu mà chúng ta mà kéo kiểu màu mà nó sạch ấy, nó kiểu trong trong sáng mà nó sạch và đúng ánh sáng gốc ấy, thì cái sản phẩm của chúng ta ấy, nhiều khi ấy, chúng ta ra ngoài chúng ta làm nó lại dễ hơn làm hơn về làm da đấy. Mà chúng ta mà kéo blend chúng ta phêm quá nhiều màu ấy, thì chúng ta ra làm rất là khó. Thì có màu trong trong chéo ấy là làm sao để cân được cái ánh sáng chuẩn này, cái ánh sáng mình sáng, ánh sáng đều lên, tách hết tất cả những cái chi tiết ra. Đó là chúng ta ra làm là chúng ta làm dễ nhất đấy. Cái cô dỗ, cái cô này là mặt là nắn là hơi khoai đấy. Đó, nắn bóp này, quả mặt này hơi to mà quả cằm thì lại bé tí. Đó, kéo vào như này đấy, cổ này hơi bé rồi này. Mình nắn xong thì mình cũng chưa tự tin là nó đẹp đâu các bạn nhá. Nắn xong rồi xem đi xem lại xem nó có đẹp hay không. Đấy. Anh chồng này cũng nắn vào tí này. Là cái khâu nắn bóp là quan trọng lắm đấy. Nhất dáng thì ra thứ ba khuôn mặt. Đấy, cái các cụ mình đã nói như thế rồi, dáng nó quan trọng lắm. Nhiều khi mặt mũi người ta cũng không cần quá là, người ta cũng không muốn chỉnh nhiều quá bởi vì nhìn nó không được thật đấy. Người ta muốn lưu giữ cái khoảng khắc thật đấy. Nên ra là mặt nên ra người ta cũng không muốn nắn bóp quá nhiều, không muốn làm da quá nhiều, nhưng mà riêng cái khoản nắn bóp ấy thì người ta rất là kỹ luôn. Đó, và cái vấn đề cái ảnh của mình ấy nhìn nó có đẹp hay không, có lên khối hay không, nó còn phụ thuộc vào cái vấn đề khi mà mình nắn bóp xong, mình căn chỉnh xong, sau đó là mình fix màu như thế nào nữa để mình tạo khối, hoặc là mình làm cho cái tấm ảnh của mình nhìn nó nổi bật được con người nữa, chứ không phải là chỉ đơn thuần là mình để tốt là ok là nó ra được đâu, bởi vì nó liên quan đến cả về cái phần cái khâu, tất cả những cái khâu mình đưa vào là cái khâu nó rất là quan trọng. Đây, xử lý cái răng này là cái khâu khi mà mình fix ấy, nó cũng rất là quan trọng. Anh em có thể xem đi xem lại cái video này, bởi vì trong cái video này mình nói quá là nhiều thứ, nó có cả liên, nó cả những cái kiến thức rất là nâng cao luôn, kể cả khi mà mình là tại học viên offline thì những cái thứ này mình cũng hay nói rất là nhiều. Đó là một cái sản phẩm tâm huyết là thứ nhất đấy ở trong cái video này. Đến cái thời điểm hiện tại thì mình đã cảm thấy là mình đã làm được cái gì đó cho cái cộng đồng design một đấy. Anh em nào mà chuyên chụp phóng sự cưới ấy, thì ông nào mà chụp được tốt đấy thì quên đến chụp ảnh defect để cho nó đỡ bị lag máy, nặng máy. Thứ hai nữa là về Photoshop làm nghề với lại học nghề thì để cho các bạn cũng hiểu rõ luôn những cái sai lầm đó và tất cả những cái quy trình, đặc biệt là cái quy trình, đặc biệt là các bạn nào mà học mà chưa hiểu quy trình là cái gì đây này. Đó, xử lý xong cái phần này rồi, bây giờ frequency này, frequency thì để tầm cỡ khoảng 2 thôi này, tán ra tần số các bạn muốn đọc như nào cũng được. Đấy, để 20% này, bôi này, chủ yếu là người già này chúng ta đừng làm mịn quá nhá. Đấy, bôi cái đường này một tí nha thôi, xong rồi cộng nét lên. Đến cô vợ này, ảnh này mình phải cộng nét lên nhá, ảnh này nó hơi bị mờ. Đó, răng cũng hơi vàng này. Đó. Ảnh baby các kiểu thì mình cũng dùng face quần thôi mọi người nhá. Ảnh baby hay là ảnh cưới thì mình cũng dùng fashion, chỉ có riêng với ảnh phóng sự cưới á, thì số lượng lớn là mình sẽ dùng action. Mình dùng action chạy ra hàng loạt ở trên chạy ra hàng loạt ở trên panel này. Thì nó chính là cái mịn mà mình vừa chạy mịn AI này đấy. Thì nó sẽ tự động nó chạy, nó sẽ nhận diện cái da mặt để nó chạy. Đó, hoặc là mình sẽ chạy bằng một cái plugin thứ ba như là bột chai chẳng hạn này. Bột chai chạy cũng khá là đẹp. Cái video ở trên nhóm, trên kênh của mình thì cũng có rồi, nhưng mà chắc là khả năng mình sẽ làm một cái video riêng về làm ảnh phóng sự cưới cho anh em. Đây.
bôi bằng tay này, đó sạch da rồi này, non nhẹ hết rồi này, trắng răng này. Đó, cái trắng răng khá là đẹp này. Nhớ là ảnh gia đình này thì cái môi ấy, cái môi màu đỏ mình phải cùng cái môi màu đỏ lên nhá. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách cùng môi màu đỏ này. Cái này mình để khoảng 50 thôi nhá. Còn để khoảng 40 thôi. Bây giờ mình cùng cái môi màu đỏ này mình nhân lớp lên, xong mình gạt chốt B này. Mình cùng lên này. Đó, mình cùng lên đỏ lòm như này. Thì lúc đấy mình cùng lên xong thì mình sẽ giữ ăn, mình sẽ chọn mặt nạ lắp layer này, xong mình độ nó, mình độ lớp xuống rồi mình dùng brush này. Đó, mình để màu trắng này mình bôi này. Đấy, bôi vào. Bôi vào cho đỏ, cho sức sống này. Đấy. Đó, mình sẽ để khoảng 30% thôi, 50% thôi. Sau bây giờ tiếp tục này. Mình muốn tăng trong căng nét lên để mình in ra nó đẹp này. Thì các bạn vào Ctrl L này. Đó, các bạn đẩy lên đây, các bạn đẩy sáng lên này. Đó. Các bạn đẩy lên đây thì các bạn mới thấy được cái khối này. Đó, các bạn thấy không? Trước và sau này. Đó. Nhưng mà nó sẽ bị chết những cái vùng sáng ấy. Thì các bạn cần phải giảm bớt đi, hoặc là các bạn dùng phải dùng brush này, các bạn bôi những cái vùng sáng đi. Được, cho nó ăn vào những cái vùng sáng nhá. Thì nó sẽ bị chói mắt ấy. Đây này, váy này này. Bôi vào nó lấy lại váy này. Áo của anh này này. Đó. Đánh má vào mặt của hai mẹ con này cho đẹp này. Rồi. Cô con này. Xong bây giờ cộng nét đây này, tăng nét đây này. Đó, tăng nét mạnh lên này. Đấy, mọi người thấy chưa? Đây là cái khâu khi mà mình xử lý cái tấm hình này. Bây giờ cho mọi người xem before và after này. Đó. Mình sẽ cố gắng làm theo cái quy trình để cho nó nhanh hơn một xíu, nhưng mà các bạn xem mình sẽ vẫn cố tình, mình sẽ cố gắng là làm đầy đủ cho các bạn xem về cái chất lượng ấy. Cái chất lượng file là nó vẫn phải đảm bảo để mà in ấn đấy nhá. Đó, đây này. Bởi vì chưa chắc nó làm ký là nó đẹp đâu mọi người. Đó, làm sao để khi mà mình làm là nó nhìn nó không bị quá đấy, nó đừng bị quá quá. Nếu mà làm quá thì nó cũng không đẹp. Đây. Kiểu như là gọi là bị quá tay á. Mình sẽ có một vài cái điểm nhấn cho cái tấm hình này. Ví dụ như là áo của cô bé thì mình sẽ để cho nó hơi bị áo của cô bé này, mình cho nó hơi tối xuống một tí này chẳng hạn này. Mình muốn tối xuống một tí này. Gọi là tạo điểm nhấn này. Đó, muốn cho cái màu áo này nó trở thành màu đỏ hồng giống như của bà này. Đấy. Hoặc là cái màu áo của anh cu này. Đó, mình muốn nó tối hơn một tí này, nó vàng hơn một xíu này, mình để tối hơn một tí này để mình tạo điểm nhấn đấy. Đó, đây, màu cái da này, chi tiết da này. Đó. Đây. Và màu da trên này này, nó hơi bị mờ này. Đó, hơi bị bợt này. Ở đây mình có thể xử lý lên như thế này. Đấy, thì đấy chính là cái cách khi mà mình làm ảnh gia đình này chẳng hạn này. Đó, hoặc là làm ảnh gia đình thì sẽ cần phải tỉ mỉ hơn nữa, nhưng mà đừng tỉ mỉ quá, đừng làm mịn quá thì nó không thật. Đó, còn đối với ảnh cưới thì chỉ có phê quân thôi. Và ảnh cưới thì chỉ có phê quân si thôi. Ảnh cưới thì ở đây frequency thì có thể sử dụng frequency, xong là vẫn tất cả những cái bước y hệt như thế. Xong rồi có thể thêm cả về cái những cái dữ kiện như là typo vào này. Cái này mình sẽ thêm để làm thì mình thêm cái typo cho các bạn xem nhé. Đây, cắt cúp lên này. Vẫn y hệt như thế thôi mọi người. Đó, làm thì mình sẽ làm tới cùng luôn, tới bến luôn cho anh em xem đầy đủ các thể loại luôn. Đấy, trong cái phần này. Đấy, cái này là hơi bị dài rồi này. Cái này là ông này chụp dốc máy kiểu gì mà người cũng dài cái bay. Đó, làm cái video hơi dài nhưng mà anh em xem nhá. Mình là ngồi thông từ sáng đến giờ luôn. Bây giờ là 3 giờ 19 sáng rồi. Nếu mà làm xong cái video này xong thì tranh thủ đi ngủ tí, xong rồi ngày mai còn dậy đưa con đi học. Đây. Đây. Nắn bóp này. Cắt cúp rồi nhá, nắn bóp này. Xong rồi xử lý cái phông đi này. Xong rồi làm mịn da này. Xong rồi làm mịn da xong rồi nắn xong rồi fix một tí màu sắc, xong rồi thêm typo vào. Đấy. Nắn sơ qua thôi anh em nhá. Qua qua thôi. Chủ yếu là nắn chú cô dâu một tí đi. Ông chú rể thì để vừa vừa thôi. Cô dâu thì chủ yếu là nắn cái mặt vào cho bé tí, mặt hơi to.
Đó, nhắn đây này. Rồi. Eo này. Eo nó hơi to quá này. Kéo eo xuống này. Đấy. Kéo cái mặt vào một xíu đó. Đấy, nắn vừa vừa thế thôi mọi người nhá. Tí mình xử lý cái select subject này, select subject để mình chọn người. Đó, mọi người xem đến đoạn này đã buồn ngủ chưa? Buồn ngủ thì dậy khởi động ấy nhá. Khởi động một tí để chống đẩy một vài cái để cho đỡ buồn ngủ, bởi vì là xem mấy cái quả này là buồn ngủ đấy. Mình cũng lười cắt video nên là mình cũng làm một phát cho nó từ đầu đến cuối luôn. Đấy, bởi vì cũng không có thời gian mọi người. Tranh thủ làm cái video cho mọi người, hứa với mọi người rồi. Không làm thì nó lại thất hứa. Đó, cũng tranh thủ xong hết công việc rồi, mình cố gắng rồi mình làm với mọi người. Đó, đây. Bôi xuống này cho nó sạch hết rồi mọi người, thấy chưa? Có cái quả chân này, bây giờ mình muốn lấy lại thì dùng brush này. Đó, bôi lại vào đây để lấy nè. Cái này nó vẫn bị lem thì khoanh vào xong mình lại chạy tiếp thôi, mình chạy gần cái khu này là được. Không có cái gì là không xử lý được cả. Chỉ sợ mình không dám quyết định thôi, mình không dám làm thôi. Không dám quyết định liều để mà chơi cái này thôi. Đó, còn khách hàng muốn sửa lại thì mình vẫn phải chấp nhận thôi. Mình liều mình chơi mà. À, đây khoảng 40% bôi lại cái đoạn này. Nghĩa cho nhẹ nhẹ thôi chứ không phải là cho nó hẳn đâu mọi người hiểu. Đó, cho nó hơi nhẹ nhẹ là được. Nó kéo ra cho nó có một tí bóng này, dùng gì luôn này. Đấy, nhẹ thôi. Đừng tự ký tính quá mọi người nhé, đừng tự ký tính quá. Kéo ra được. À, dùng cái này, dùng S chấm nhẹ đi cũng được. Đấy. Cứ tạm thời là mình xử lý cái phông như thế nhá. Và khi mà mình làm thì mình sẽ cố gắng mình căn chỉnh cho nó đẹp lên một xíu này, dùng mờ này. Kéo đây xuống cho nó đẹp một tí đi. Đó. Đấy, nắn chỉnh này. Nhiều người làm ấy không nắn cái quần ấy. Cái quần của chú rể mà nó không được mình không nắn cho nó phẳng phiu không đẹp á, cái quần với lại cái tay ấy nó xấu lắm mọi người nhá. Mình thấy nhiều ông mẹ học đâu đâu về mẹ chấm sửa làm ảnh ấy, toàn quên nắn bóp thôi, nhìn nó xấu vãi trưởng luôn. Mình làm cho người ta thì quần áo, đặc biệt là quần áo này, cái này nó lúc nãy mình quên chưa xóa này. Nó bị ăn hết vào cái áo rồi. Nhưng mà thôi kệ nhá. Cách khắc phục này, dùng P cắt qua đây này. Chọn cái váy ở đây đó, bởi vì nó bị ăn vào váy á. Đấy. Xong rồi căn chôn T này, đẩy cái này lên. Đó. Dùng E xóa này đi. Đó, tạm thời như thế đi. Xong rồi bây giờ mình phay quần si thôi. Phay quần si cái nắn lại cái này này. Mình phay quần si cái da với lại mình phay quần si cái váy này nhá. Bởi vì cái váy này là váy trơn nên là mình phải tán ra cái này. Nên mình tổng kết khoảng 2. Mình sẽ để khoảng 25 để mình bôi này. Đấy, vùng lớn này, vùng da lớn này, các bạn để ý nhá. Xoay tròn này. Xoay tròn này. Được chưa? Xong rồi xử lý ở dưới mặt này. Xoay tròn này. Xoay tròn này. Làm mịn vừa vừa thôi. Xoay tròn này. Ngày xưa mà học Colortem thì lâu lắm, nhưng mà các bạn là bây giờ mà học cái này mà giả sử mà các bạn làm mà chưa tới được, mà các bạn về học thực tập tầm cỡ khoảng một tuần và một tháng thì các bạn cả cái khâu làm màu với lại cái câu mà làm ra nó sẽ nhanh rất là nhiều, vượt bậc rất là nhiều. À, mình quên chưa thông báo với các bạn là sau khi kết thúc cái khóa học này thì chắc tầm cỡ khoảng tháng 5 năm nay mình xong văn phòng ấy, thì các bạn mình sẽ tổ chức cái khóa học hỗ trợ cho các bạn này, hỗ trợ cho các bạn xử lý mình có thể thực tập khoảng một tháng đó. Ok, thì
mình có thể làm việc cùng team luôn, hoặc là các bạn có thể mình test sản phẩm ok, các bạn có thể về nhà các bạn làm online vẫn ok nhá. Đây được rồi, bôi xuống này, bôi tay này, tay này hơi cong này, tí nữa bóp tay lại một tí này, frequency này, mặt này đừng để to, đừng để mặt bé quá nha mọi người nhá, bôi mặt bé thì mình bôi là nó hỏng hết khối đó. Đây là mình làm kiểu như là mình làm nhanh nhanh cho các bạn xem thôi, chứ còn khi các bạn bôi là các bạn phải tỉ mỉ một tí nữa nhá. Đó, đây bôi theo khối mặt này, bởi vì cái mặt này nó cũng sạch ấy, cái này cái mặt này của ông này cũng sạch rồi, đây bôi theo khối mặt này, mặt cô dâu cũng sạch rồi này, tí cộng nét lên cộng khối lên một xíu nữa được, bôi quần áo đi. Đó, nhớ là bôi ở trên cái layer 1 nhá. Đó. Đấy, bôi những cái này nè. Đó. Đấy. Thế thôi, bây giờ mình sẽ nắn bóp lại một xíu, tay này bị to này. Cái nắn bóp rất là quan trọng người nhá. Nắn cho nó sạch sẽ, gọn gàng, nhìn nó hợp lý một xíu. Đây. Đó, xong rồi làm trắng răng này, xong rồi căn màu một cái nữa là được, xong rồi thêm tibo là được. Đấy, chỉ đơn giản như thế thôi. Là xử lý khi mà xử lý một cái tấm hình á, ảnh cùng thì mình sẽ làm kỹ những cái video đầu tiên đấy. Mình phải cân nhẹ từng tí một, kể cả album cưới thì mình cũng cân như thế thôi, nhưng mà các bạn mà làm tỉ mỉ á thì các bạn sẽ cân như thế. Bình thường mình làm tỉ mỉ nó cũng như thế đấy. Đây. Bây giờ ở đây mình cũng có thêm một vài cái màu này, ví dụ như là phủ Hàn Quốc này. Các bạn có thể dùng đây là phụ hàn này, đây nó sẽ phụ đục và phụ trắng lên này. Đó các bạn thấy không, trắng phau này, nhìn đẹp đúng không. Muốn khối lên thì có thể level lên này, cũng level lên một xíu nữa, xong rồi kéo xuống như này để tạo cái độ trong này. Level ở đây thì mình sẽ để khoảng 50 thôi này. Đó cái này này, nó phụ hàn đây này, nó khử hết cái lớp màu đi, nó có một cái lớp màu rất là đục đục và nó màu nó khá là hay này. Cái này thì phù hợp làm studio thôi, còn anh em làm bình thường thì chắc cũng chả dùng đến cái này bao giờ đâu. Đây Corel này, các bạn có thể dùng Corel là các bạn dùng web, dùng mấy cái chữ này nhiều lắm, chữ mấy trăm chữ cơ, cả nghìn chữ hay sao ấy. Đó, chắc chắn là sắp tới thì mình vẫn còn cập nhật thêm, thì cái này có cả chữ Việt này, phim này, Dapa này, Momo gì đây, Moco đây, đó đấy, fashion này, in này, Tết album. Cái này thì chả là khả năng là mình sẽ dùng cái wedding này, dùng cái wedding đấy, hello này, ví dụ như đây này, hello lớp này, đó này chẳng hạn này. Đó, muốn cái chữ nó lộ lên thì mình có thể vào cái phần drop shadow này. Đó, mình cho một cuốn màu đen xuống như này chẳng hạn này, ví dụ nhá, giả sử như này, hoặc là mình thêm cái chữ Hàn Quốc vào cũng được nhá, tùy vào mọi người. Đó, như này là được. Đó, mình có thể thêm một cái giống như kiểu này, như cái bìa luôn này. Để đen xuống nha, xong mình sẽ để khoảng 20% thôi. À, kiểu dạng này. Hoặc là để trắng cũng được, xem cái nào đẹp hơn. Đó. Như này chẳng hạn. Làm một cái ảnh bìa luôn chẳng hạn này. Đấy. Và dán lớp vào này. Căn cho ship em và dán lớp xong rồi gửi cho khách hàng thôi. Đó, hoặc là muốn nét hơn nhá. Các bạn nét hơn thì các bạn nên cục nét lên một tí nhá. Vì ảnh Hàn Quốc này. Cái cục nét lên một tí này, đó đâu, cục nét lên nhìn nó đẹp hơn khoảng 70%. Muốn ra Hàn Quốc, muốn ra cái chất Hàn Quốc hơn ấy, thì mình cộng cái chữ typo Hàn Quốc này nó ra được cái chất Hàn Quốc này anh em. Đó, bản chất đó, ảnh Hàn Quốc thì phải thêm chữ Hàn Quốc thì mới ra được Hàn Quốc các bạn nhá. Đấy, mình phải quan niệm như thế. Đây, cái này thì mình sẽ lấy cái chữ Hàn Quốc nào mà nó phủ cái màu, nó phủ hết, chạy hết bề. Ví dụ như là mình hay mình thích dùng cái mình thích dùng cái chữ này đi. Đó, đây, mình để ở dưới này. Đó, kiểu đè lên người luôn á. Xong mình muốn, mình vào FX này, mình đổi màu thôi, color này. Mình sẽ đổi cái màu nó tương đồng với cái ảnh ở trong này này. Đấy, lấy cái bông hoa này. Đó, các bạn thấy không? Đấy, để mình lấy cái màu tương đồng thì nó sẽ nhìn hợp lý hơn này. Màu này nhìn cứ bị tối quá. Mình chọn cái màu khác đi. Chọn cái màu xanh đi. Đó, màu xanh nhưng mà cho nó hơi xịn xịn nhá. Đừng để cho nó đậm nhá, xịn xịn xuống như này. Nếu có màu nào hợp không? Màu xanh không hợp lắm, vẫn lấy cái màu này đi. Xong mình sẽ cho màu nó xịn xuống tí nữa. Xịn xuống như này, đấy tầm như này. Đó, tầm như này. Như này là hợp lý này. Đó.
Xem cái này có hợp không? Cũng không hợp lắm nhỉ. Lấy cái trên góc thôi. Đây cái này thì hợp hơn này. Đó cái này hợp này. Đấy các bạn sẽ chọn cái màu FX này. Đó chọn cái màu này. Tương đồng với cái màu hoa đây này. Đó cho tối xuống một xíu thôi là được. Đây ví dụ như này chẳng hạn này. Hoặc là không thì chỉ cần để đen trắng bình thường thôi nhá. Để đen trắng như này. Bình thường là mình cũng hay thích để đen trắng. Để đen trắng như này thôi cũng được này. Đó tùy mọi người thôi. Đấy chính là cái cách khi mà mình xử lý. Ví dụ như là mình xử lý một cái tấm hình. Đây mình dán lớp vào này. Để so sánh trước sau với cái tấm hình này nhá. Before after này. Đó, đấy là toàn bộ những cái quy trình khi mà mình hướng dẫn cho các bạn. Đấy sẽ rất là khó để mà các bạn có thể tìm kiếm được một cái video như này đúng không? Đó, để một cái video để mà hướng dẫn cho các bạn làm nghề như thế này từ A đến Z như này thì chắc chắn là rất là khó. Và hy vọng rằng là các bạn sẽ xem những cái video này để các bạn có thể tập luyện được. Chắc chắn là mình sẽ để thêm cái đầu tiên là mình sẽ để cái link mô tả sẽ gồm những cái phần mềm các plugin để cho các bạn làm nghề này. Hai là sẽ có thêm cả panel để cho các bạn dùng thử này. Ba là sẽ có group hỗ trợ trên Zalo và trên Facebook này. Bốn là sẽ có cái gì ta? Còn cái gì nữa không nhỉ? Hình như hết rồi hay sao ấy? Đó thì sẽ có gồm đầy đủ hết tất cả những cái thông tin ở trên đấy nhá. Các bạn xem video mà các bạn cái gì không hiểu thì các bạn có thể inbox cho mình hoặc là các bạn tham gia group để chia sẻ những cái sản phẩm của các bạn khi mà các bạn xem ở trong livestream này nhá. Ok, và còn rất là nhiều cái sản phẩm nhưng mà chúng ta sẽ phải không thể xử lý hết được và chúng ta sẽ hẹn nhau thêm ở những cái buổi livestream. Và chúng ta sẽ còn thêm hai chủ đề. Chắc là ngày mai ngày kia mình sẽ quay tiếp. Bây giờ thì cũng khá là muộn rồi. Mình cũng xin phép và hẹn anh em ở những cái video tiếp theo nhá. Bye bye, xin chào tất cả mọi người.